Em cứ nhìn sóng BC trước đây, đừng có vội vàng. Nhóm này lùa gà tốt lắm. Thử một kèo con nào anh em ơi. Nhóm Mày bớt cái sơn gì? này, mày bớt cái sơn. Anh không còn vui tính như trước nữa Dạo này rồi. khó tính lắm á sơn à. Đánh át rồi vào anh em cần xíu nhá. Nay chưa, hôm nay đánh chưa chán hả? Hôm nay đánh chắc không còn gần 15 hai mấy kèo á. Đánh cả ngày chưa ớn à. Đang chỉnh á, anh coi đang chỉnh á. Ở xíu tìm điểm đẹp rồi múc. E nữa không? Chị ETH Chiều lúc mà mình đang voi mình tắt, là lúc đó mình đang xử lý lệnh nên mình tắt cái, chứ không là mình báo anh em lòng hay là giá ngay chỗ kia rồi. Chiều này thì nó nằm đây, chiều mình kêu nếu mà mình không lo xử lý lệnh mà kêu em bắt anh em bắt cái chỗ này nè, SR dưới đây đây này, chỗ này nè, chiều nó chạy về chỗ đây nè, 3533 này. Casper sao bay? Casper bao nhiêu rồi? Bờ như 0.0105 sao? Có sao? Còn cái 105 mà bay cái gì? Không. Đang... Tôi Ồ, mua 0.14 0.8 Casper hàng hao mà. lận. Tôi mua 0.8 lận bay gì tầm này. Anh em muốn mua được giá như tôi là phải chờ. Phải kiên nhẫn. Ai cứ tắt tiếng mình ra. Remote Tắt tiếng mình. xíu anh em, đợi mình add anh em vào đông đông cái đã rồi mình bắt đầu cho. Đang nói mà việc mem thì đôi khi nó sẽ bị gián đoạn cuộc chơi. Em có đang đủ đỉnh con Chung là anh không? em ngày hôm nay anh em cứ hỏi thoải mái, bất kỳ con nào đang đua giá nhiều, đẹp giá nhiều, hoặc là chưa vào con nào thì nên múc con nào vậy đó. Lướt này cũng có, kể cả support nha, và kể cả support mình nhận định theo phân tích kỹ thuật thôi, chứ mình không nhận định theo kiểu phân tích cơ bản, mình nhận định thuần phân BC mình nghĩ nó vẫn còn lên, chưa sập đâu. Hiện tại là nó chưa giết được cái team sọt ở vùng 50.000 mã. À, đây là những cái mốc dự kiến, là mình đo những cái mốc TP dự kiến của con BC nè. Để sẵn ra này. 58.000. 5863 và 100 mấy chục ca. 5863, 78 và 100 nhiêu ta? Để mình đo như 100.000. BC 100k. Anh em có nghĩ có nghĩ BC 100k là xa vời không? Theo cảm nhận của anh em thì 100k nó có xa vời không? Mình nghĩ là không xa vời lắm đâu. BC 100k thấy thấy Big Dom cái 45 là kháng cự rồi, chỉnh thôi. sao cái tài khoản của ông Hiếu này là nó không zone được ta? Ông Hiếu này ông không zone được, nãy ổng cứ bị kiểu gì này. Konomi quận 4 lụm lúa là gì? Konomi tím quận 4. Mua anh coi lúc bit 5 2000, giờ bit 54 000 vẫn bị lỗ. Tâm linh nhỉ. Mua anh coi lúc BC 52k giờ BC 54k vẫn bị lỗ, đúng rồi. BC anh coi tục thì sao không lời được. Liên quan gì tới anh coi, là liên quan gì tới BC đâu. Hóa nó đổ vô biết mà con nào Ok, anh em nói chung là từ từ, mình đang tụi mạnh mẽ, việc anh em vào khoảng 8 giờ 10
12 tới 8 giờ 15 là anh em bắt đầu được rồi. Từ từ nha bạn. Xe 98 thì cứ từ 3 đô tới 3 đô rưỡi. Ê. 8 giờ 15 anh em bắt đầu này. Bây giờ đang áp anh em vào. Xe 98 ấy đang hỏi spot hay là đang hỏi future? Nhớ em không? Không nghe em. Nhớ em làm cái gì? Con cút vui vẻ. Em anh biết ai đó. Bạn không biết ai đó các bạn. Support thì cứ 3 tới 3.5. À ok rồi đó. Còn ai nữa? Mới vừa nói 3 tới 3.5. Vô được hay không? Để mình đợi xíu nha, mình kêu anh em vào à. Việc xe 98 xếp đón khi nào lên? Xe 8 là mai mốt lên nha. Mai mốt là lên rồi. Chuyển hot qua cho anh Thành là Việt Mem nha. Ừ. Một xe 98 bằng 1 Bitcoin. Rồi ạ. Ok, có 8 giờ 15 anh em mình bắt vào là được rồi. Xếp kéo, xe 98 lên 10 đô, ok. Vẽ lên thôi mà, vẽ lên 10 đô thôi mà. Xe 98 hả? Xe 98 mình đang để mấy cái móc TB dự kiến rồi, nó chạy được có 1 móc quà. Trời, à, hỏi gì vậy? Chưa hiểu gì mấy group để giữ nhưng chỉ có 3.000 đô hiện giữ đi nghỉ web à, bữa mình cho kèo sọt lên 8 nè vẫn còn nè chạy được khoảng gần 80% gần 70% mình nè 3.000 đô mà ôm gì nhiều vậy đô để ít ôm nia ôm vét ôm si ba mình đã sẵn bữa rồi nè đang chạy vẫn vùng entry nè có gì đâu chưa có gì mà ôm con nào thì cứ ôm thôi chị ơi đừng nhảy qua nhảy lại 1 phút nữa anh em bắt đầu nha từ từ anh em từ từ đừng hỏi từ từ anh em cái gì cũng phải từ từ mình lựa những cái con nào mà hiện tại anh em quan tâm nhiều nhất á mình sẽ phân tích nhanh mà phân tích nhanh lắm một con tầm cỡ hai cỡ một con mình quân mình phân tích cỡ 2 phút là xong mà ba đi đi nhớ tắt tiếng nha anh em vào sau anh đi nhà vào nhớ tắt tiếng giùm mình nha Casper bay Casper bữa nó mới xả ra vịt mà bữa mới trả ra vịt nó mới xả đây Casper 1 đô chưa quá tiếng rồi nữa lại quẹt nữa không có thực chiến gì đâu đánh cả ngày mệt giờ em nếu mà đánh chỉ có đánh ETH thôi nghiện ETH rồi tám giờ 15 anh em phân tích sâu Melissa đang chưa bắt đầu anh em tranh thủ hỏi ấy đi để mình phân tích BC xong rồi bắt đầu mình sẽ trả lời anh em những cái câu hỏi trên anh em chat hết nhá cho chuyện đi anh em cần phải nhìn cái bức tranh tổng quát của con BC trước cái đã rồi anh em mới biết anh coi chứ rồi chuyển hot cho em rồi đó chuyện này xe 98 đó nè chỉ nhờ chửi chưa đảo 100 đô lên 6 đô 7 đô bán mắc dép vậy đó rồi 100 đô lên 4 đô rưỡi là lo bán Casper bay hả ngon Đơn.
Real như TNC. Bản thân anh em tất kề nhà mày đó. Nào nó gáy á, nó gáy biết sao, nó gáy vì đúng cái plan phân tích BC mà năm bữa là mình view về về khoảng 37k mà cuối cùng cái chỗ này nó không có gãy được nè, cuối cùng mà mình phải thay đổi plan. Plan đó mình up trên TikTok của HC Capital á, anh em follow sẽ thấy được cái plan đó, mình có up trên channel tổng luôn á, channel public đây. Vừa anh em thấy cái chỗ này nè, bữa là mình phân tích cái chỗ này nè, giá nó mới nhú lên từ cây nến này nè. BC bữa mình cho anh em phân tích, mình phân tích từ khi mà cây nến này nó nhú nè. Cây nến này nó nhú lên nè và đóng nến cho thẳng M34 là mình nghĩ là nó đường này nó không phá cái chỗ này nè. Chỗ này quá dễ dàng để phá. Đó là bữa mình so cái chặt, anh em có thể nhận xem lại cái plan đó bên bất tính là từ lúc mà xuất hiện cây nến này nè. Là mình view là nó sẽ phá được cái cản này, cản 44.000 này nè. Mà có những ông lại bay vào sọt với 46.000, hay. Tôi chả hiểu mấy tại sao lại sọt giá 46.000 luôn á. Nó đã phá vỡ cái cản này rồi, cản quan khá là quan trọng nữa, 45.000 mà dám sọt 46.000. Chưa bắt đầu đâu. Ok, bây giờ bắt đầu nha. Ok. Bây giờ mình phân tích sơ qua về BTC cho anh em trước nha. Xét về xu hướng. Đầu tiên, xu hướng của BTC hiện tại, anh em có thể nhìn thấy nó là xu hướng tăng. Thấy rõ chưa? Giá hiện tại đang là xu hướng tăng. Vì sao? Nến D ngày hôm nay nó đã đóng trên vùng 53.000. Này là cái nến D ngày hôm nay đã đóng lên trên 53.000 rồi nè. Thấy chưa? Thể hiện một xu hướng tăng hoàn toàn. Giá nằm trên EMA34 và EMA89 và được giao dịch trên vùng giá là 53.000. Thể hiện một xu hướng tăng hoàn toàn. Được chưa? Vào những cái khung nhỏ hơn như H4, hiện tại chúng ta đang thấy BTC đang có dấu hiệu điều chỉnh sau khi phá vỡ mốc quan trọng là 53.000. Câu hỏi đặt ra là chúng ta mua BTC lại khi nào và mốc dự kiến mà BTC có thể đạt được là vùng bao nhiêu? Thì theo quan điểm cá nhân của mình thì dự kiến BTC nó sẽ chỉnh về quanh cái khu vực này. Đây. Khoảng là 52.000 cho tới 53.000. Nha nè, mình sẽ dự kiến là BTC nó sẽ giảm điều chỉnh về vùng 52.000 cho tới 53.000. Tức nó sẽ kéo được EMA34 này lên và EMA89 đi lên. Mình sẽ vẽ hai cái đường EMA34 và EMA89 cho anh em. Đây. Nó sẽ kéo được lên. Hiện tại mình nhận thấy là hai cái đường này á, nó chưa có xu hướng bẻ cua xuống, tức là giảm. Và nó đang có dấu hiệu kéo hai đường EMA đi lên nè. Đấy. Thì mình dự kiến là BTC nó sẽ giảm điều chỉnh về vùng này, vùng 52 cho tới 53.000. Được chưa? Tại đây nó có một cái vùng demand zone này. Đây. Chính xác, đây là vùng demand zone của BTC tương ứng với lại quanh khu vực đó là 51.600 cho tới 50.300. Anh em có nghe rõ không? Alo alo. Sao nhiều bạn bạn kêu kêu. Đấy. Mình dự kiến á là BTC nó sẽ quay về test cái vùng demand zone này là vùng 51.600 cho tới 5.300. Đó là cái vùng BTC nó khá là đẹp. Bởi vì cái vùng này á, tại sao mình kêu nó đẹp? Bởi vì anh em cứ quan sát thấy nè. Hiện tại BTC nó có một cái cây volume mua rất là lớn tại quanh cái khu vực này. 51.600 cho tới 50.300 này. 51.600 cho tới 50.300. Đó là vùng đẹp khá là mạnh. Kỳ vọng là nếu mà giá nó quay về đây thì quá là tốt. Tuy nhiên nếu với cái lực như thế này á, với cái lực mua mạnh như thế này á, không về đón ít nhất là trong tuần này. Theo mình nhận định là ít nhất là trong tuần này khả năng nó sẽ không về được tới cái này. Mà có thể là nó sẽ về dao động từ khoảng 52.000 cho tới 53.000 thôi. Và nó sẽ tiếp tục đi lên. Còn nếu mà nó về được cái vùng này thì quá ngon. Nếu mà về đây đúng không, mình sẽ có up những cái update mới cho anh em trên channel của public của Machine HC, thì anh em có thể cập nhật trên đó. Đây là cái vùng đẹp nha, anh em chú ý nha. Vùng 51.600 cho tới 50.300.
đó là cái vùng đẹp. Còn mình thấy với cái lực mua như thế này, khá là mạnh như thế này á, và nó đã phá và được vùng 53.000 á, thì tỷ lệ mà nó về để nó test á khá là thấp, khá là thấp, ít nhất là trong tuần này nha. Còn tuần sau thì mình không biết, nói chung là chờ nó đóng đến tuần rồi mình mới biết được cái kết quả. Còn hiện tại thì mình nghĩ là nếu mà nó điều chỉnh thì cùng lắm mà nó về khoảng 52 tới 53.000 thôi. Đó là tình hình BTC hiện tại và tiếp tục đi lên. Và theo mình đo được cái Fibonacci của khung D á, thì các mốc tiếp theo mà BTC có thể dự kiến test đây sẽ là 58.300, 63.000. Nếu phá được cái đỉnh cũ á, thì anh em sẽ thấy được những cái mốc mới, đó là 78.000 và xa hơn sẽ là 100k là có khả thi nha. Đó, đây là xét theo mình đã Fibonacci theo cái khung D này. Đó, đây là những cái mốc mà dự kiến có thể lên test 58.300, test lại đỉnh cũ là 63.000. Nếu phá được thì dự kiến sẽ lên khoảng 75k cho tới 78k. Đó là những cái mốc mà mình kỳ vọng. Còn với BTC tình hình hiện tại thì mình nghĩ là nếu mà để được về được cái vùng đèn men này thì hơi khó. Tuần này thì chắc mình nghĩ là không đâu. Mình nghĩ là ít nhất là tuần sau thì may ra nó có thể là nó sẽ quay lại test vùng đèn men này. Hiện tại đèn men này đã được đỡ bởi cái cây volume này khá là ok này. Anh em nhìn thấy này. Cây volume này khá là ok. Thấy chưa? Đấy, nên là để xem thử, mình xem những khung nhỏ hơn để mình xem thử là tầm nào là ok nhất. Nha. Hiện tại thì BTC mình chưa thấy dấu hiệu chỉnh đâu, nó chỉnh nhẹ thôi à. Anh em có thể theo dõi cái entry lúc sáng giờ mình cho anh em long con BTC này ở giá là 54.100 cho tới 53.800, stop loss 100 điểm là 53.700 á. Đấy, nó cứ vòng nó về cái khu vực trên EMA này, nó test xong nó bật lên, test xong nó bật lên. Là sáng giờ anh em nào đánh future là cái khung này ăn cũng khá, cũng được vài trăm điểm đấy. Đấy, hiện tại là nó đang tất cả mọi xu hướng từ H4, H1 chạy xuống đều cho dấu hiệu tăng cả. Vẫn chưa có dấu hiệu chỉnh nha. Nên anh em mà đánh short BTC thì hãy cẩn thận. Với lại cái vùng này không phải là cái vùng mua support của BTC. Đây không phải là vùng mua support tốt của BTC nhé. Nhắc lại anh em nha, đây không phải là vùng mua support tốt của BTC. Vùng mua support tốt của BTC là đợt trước, là cách đây là ngày 1 tháng 10 á, là mình đã update plan nó trên channel của Margin HC với lại những cái TikTok của HC rồi. Đó là vùng bu quanh cái khu vực này, khi nó phá qua được khoảng 44.000 này. Chứ bây giờ anh em bay vô anh em mua ở đây, lỡ nó điều chỉnh xuống khoảng 50% xuống tầm 47.000 thì có phải là anh em đủ đỉnh không? Đúng không? Tại sao anh em không mua được cái khu vực này mà anh em bây giờ phải bay vào chỗ này anh em mua? Đúng chưa? Anh em mà muốn mua BC á thì trừ khi nào mà nó phá qua được cái đỉnh cũ này 63k này thì may ra anh em mới có tìm điểm mà anh em mua. Chứ bây giờ hiện tại nó vẫn chưa phá được cái đỉnh cũ mà anh em mua giá này đúng không? Điều chỉnh xuống khoảng 50%, tầm khoảng 46-47.000 thôi. Thì có phải anh em mua đỉnh không? Nên là vùng này là vùng không phải là vùng mua tốt của BC nữa, mà anh em phải kiên nhẫn. Nếu anh em đánh future, anh em đánh margin á thì nó lại là một bài toán khác. Còn anh em đánh spot á thì lại là một bài toán khác nữa. Nên vì thế là cái vùng này không phải là vùng mua BTC tốt, mà anh em phải kiên nhẫn đợi điều chỉnh. Nếu mà nó không điều chỉnh đúng không, nó đi lên luôn thì mình chấp nhận mua giá cao hơn. Khi mà nó phá được cái đỉnh cũ tức là vùng 63k. Anh em có nhớ cái đoạn mà BTC rút 20.000 không? Đó, khi mà nó phá được cái đỉnh cũ làm sao? Đám đông ở ngoài nhảy vào mua. Thì khi đám đông ở ngoài nhảy vào mua thì giá BTC tăng, bởi vì nó phá được đỉnh cũ rồi. Đấy, còn hiện tại là anh em hạn chế mua khu vực này, bởi vì đây không phải là một khu vực tốt. Còn nếu mà anh em mua cái khu vực này thì SL sẽ là dưới 52.000 nha. Nếu anh em nào mà không nghe mình khuyên mà anh em chấp nhận mua giá này thì anh em tốt nhất stop loss là 52.000, dưới 52.000. Còn future thì hiện tại thì mình nghĩ là BC vẫn là long thôi, chưa có dấu hiệu gì mà gọi là chỉnh cả. Anh em có thể quan sát tất cả các khung luôn, từ H1, M30 hay là M15 thì tất cả mọi thứ đều cho dấu hiệu tăng. Và đây là một dấu hiệu giảm nhẹ, khá là nhẹ thôi. Chứ không có gì mà phải anh em bay vào sọt. Nhiều anh em cứ hỏi sọt. Tôi thấy chả thấy cái dấu hiệu nào mà gọi là sọt cả. Cơ bản là những cái entry mình vào á, nó không có được đẹp thôi. Hiện tại thì BC này mà muốn long an toàn á, muốn long an toàn nha, thì anh em đỡ đóng nến trên M15 này.
trên EMA 34 nè, khoảng 54.500 SL dưới đây, hơi xa xíu đó. Đợi nó phá lên EMA 34 nè, đóng đến trên EMA 34 đẹp mà thì anh em mình mới có điểm long đẹp. Còn hiện tại anh em long ở chỗ này thì hơi xấu nha, chờ nó đóng lên chỗ này này, 54.400 SL dưới đây, 53.500 M15 mà đóng trên đây là thì khả năng nó quay lại nó test khoảng 55.000 nái nha. Đó là tổng quan về sơ sơ về BC. Còn theo mình thì BC hiện tại vẫn chưa có gì gọi là chỉnh mạnh đâu anh em nhìn này, nó lực xả nó xả những cái, anh em cứ chú ý vào những cái cây nến này này, nó xả nến nó rất là bé, volume xả cũng đâu có phá được cái cây volume mua rồi đâu, nên là cùng lắm mà nó chỉnh về khoảng năm quanh khu vực 53.000 tới 52.000 là hết à. Mình thì mình hy vọng mà nó về cái vùng đèn men này thì ok. Đây là vùng đèn men này, vùng đèn men là vùng mua cực kỳ mạnh này. Đấy, thể hiện bằng cái cây volume mua này, này. Đó là tổng quan một chút về BLC hiện tại. Hiện tại thì mình nghĩ là anh em không nên short BLC nếu anh em đã future. Còn green support thì vùng mua này không phải là vùng mua tốt nha. Đó, đó là một xíu tổng quan sơ về BLC. Có ai chơi ETH không? Có cần phân tích sơ về ETH không anh em? ETH cũng phá trên giảm rồi nè, phá trên giảm luôn, phá vùng xoay quay này luôn. Dự kiến những cái vùng này là những cái vùng cản nè. Đây chạm vùng cản rồi nè. Thấy không? Nó sẽ bao gồm một là cản này, hai là cản này. Đây là những cái cản ngắn hạn thôi. Đây là những cản ngắn hạn nha. Nhìn anh em có nhìn mắt thường anh em cũng tự thấy nè. Anh em nhìn mắt thường anh em cũng tự thấy là nó đã chuyển giao từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Giá hiện tại của ETH đã chạm vùng cản đầu tiên. Đó là vùng 3.600 tới 3.650. Thì đây không phải là vùng mua đẹp nữa rồi. Đây không phải là vùng mua đẹp nữa rồi. Anh em chỉ mua khi nào? Khi mua khi nó phá chỗ này nè, đó, tức là nó phá mở cái quay này. Trước đó là nó có một cái vùng xe quay như thế này. Thấy chưa? Thì cái vùng xe quay này nó tương ứng về cái vùng mà BC là mà mình đã phân tích cho anh em á, cái đoạn H4 này nè. Nó tương ứng với lại cái đoạn BC này. Đấy. Đó, đây là tương ứng với cái đoạn BC này. Bữa mình có upland nè, mình kêu nó đi xe quay trong cái hộp Davat này. Đây, đó. Tương ứng với lại BC nè, ETH này, thấy chưa? Anh em mua khi này nó lại ngon hơn đúng không? Anh em mua khi này SL cạnh dưới đây nè, nếu mà mua support nha. Đó, mà bây giờ anh em chạm cản rồi nên sao anh em mua được nữa? Anh em chỉ mua khi nào nó phá được cái cản thôi thì anh em mới mua được. Còn hiện tại anh em muốn mua được cái con này mà SL ngắn á. Con này mà anh em muốn mua SL ngắn á nha, stop loss ngắn á, thì anh em nên chờ chỉnh về quanh khu vực EMA34 nè. Đây. Chờ chỉnh về quanh khu vực này nè. Đó. Quanh khu vực này nè. Được chưa? Về đây mà có biểu hiện mà rút chân cái kiểu đó, rút chân như cái nến này nè, thấy không? Đây này mình xóa cho anh em dễ nhìn thấy nè. Nếu mà giá ETH nó chỉnh theo BC mà nó về cái vùng EMA34 này đó, nó quay xuống nó test EMA34 mà nó rút chân như thế này nè, thì anh em có thể mua. Hiện tại nếu mà anh em nó quay về đây nó test mà rút chân như thế thì anh em cứ lấy SL là vùng 3.250. Đó là vùng SL hiện tại của ETH. Còn nếu mà anh em mà đánh future đánh ngắn á, thì khi nào mà nó quay về nó test những cái đường EMA34 này mà nó có bị rút chân á, thì lúc đó anh em tắt tên mình vào mình tìm SL cho anh em ngắn. Còn cái này là dành cho SL spot nha. Future mình không có đánh SL khung H4, future mình ít khi nào mà đánh SL khung H4 lắm. Future là thường mình đánh SL ở khung M15, khung M5 và M1 không à. Ít khi nào mà đánh SL ở khung H4 lắm. Chỉ dành cho spot thôi. Đó là con ETH, giá hiện tại không phải là vùng mua tốt nha anh em, nó đã chạm cản rồi. Thì tốt nhất là anh em nên chờ nó quay về test khu vực EMA34 này. Đó. Là sẽ tốt hơn. Thấy không? Anh em nhìn mắt thường anh em cũng thấy nè, giá đã chạm cản rồi, làm sao anh em mua? Lỡ anh em mua để tụt xuống đây là anh em đủ đỉnh sao? Nó không, nó xuống này đúng không? Nó không có lên nữa. Nó sideways, nó đi ngày, nó đi tầm tuần thôi là chắc chắn anh em sẽ bị mất kiên nhẫn liền. Đúng không? Nên khi anh em có kiến thức á là anh em nhìn thấy tại đây là vùng kháng cự, vùng cản. Ủa tại sao tôi lại mua cái vùng này ta? Tại sao tôi không chờ nó chỉnh xuống những cái đường EMA34 và EMA89 mà tôi mua đúng không? Khi đó tôi SL ngắn. Stop loss quá là ngắn. Đúng không? Sướng hơn là tự nhiên mình bay vô mình mua cái chỗ này.
từ khi cái chỗ này nó phá cản, nó phá cản, tức là nó phá cái kháng cự đi lên luôn, thì lúc đó làm sao anh em mình mua, mua thì lúc đó mình sẽ có stop loss mới, nó không phải là stop loss này đây nữa. Nếu mà nó phá lên đây thì mình sẽ có stop loss mới, không phải là stop loss đây nữa nha anh em. Còn cái đây là cái điểm SL ngay chỗ này á, là SL dành cho trường hợp nếu ETH từ cái vị trí này điều chỉnh quanh cái khu vực là khoảng 3.400 cho tới 3.300 đó, đó là SL dành cho spot. Còn margin á, margin đó nha, thì nếu mà nó quay về để nó test mà nó rút chân như cái nến này nè, mình zoom cho anh em thấy nè, rút chân như cái nến này test MA34 hoặc MA89 mà rút chân mạnh như cái nến này nè, thì anh em tap tên mình vào, mình sẽ tìm cho anh em cái SL ngắn của future. Chứ còn mà anh em mà nó quay về nó test mà anh em SL ở đây là không biết bao nhiêu tiền nữa nha, âm khá là nặng đấy. Nên là mình không bao giờ đánh future mà tìm SL ở khung H4, H1 đâu. Nên là SL của mình thường nó khá là ngắn, lỗ là không lỗ ít. Đó, đây là cái trường hợp, nếu trường hợp mà nó phá qua cản này thì dự kiến nó sẽ lên lại test khoảng quanh khu vực 3.900 tới 4.000. Thấy chưa? Còn trường hợp nó phá 4.000 luôn thì cái móc 4.000 là cái móc gì? Theo anh em cái móc 4.000 là cái móc gì? Ở đây anh em biết không? Nếu mà nó phá qua 4.000, nếu mà nó phá qua 4.000, đây, đỉnh cũ của nó là 4.000 này. Nếu mà nó phá qua 4.000 thì anh em anh em đón xem móc 4.000 là móc như thế nào. Móc 4.000 là cái móc tâm lý, nó giống như cái móc mà BC 20.000 đô á, anh em nhớ không? Nó giống như là cái móc mà BC 20.000 đô á, khi mà một cái móc đó mà nó phá vỡ đúng không? Thì sao? Thì đám đông nhảy vào, đúng không? Đám đông nhảy vào mua thì sao? Giá sao? Tăng. Đấy. Ở đỉnh nó phá ATH đấy. ATH nó dành cho đánh future ngon lắm. Còn spot thì đôi khi mình ăn rất là ít. Nó future á, mình thường đánh cái cách đó. Mình soi những cái móc tâm lý á, mà khi mà nó phá nó đi rất là nhanh, sướng lắm anh em, bay vô múc ăn đã lắm. Còn spot thì không ăn bao nhiêu đâu, ví dụ như 4.000 nó rít lên nó tăng lớn có 100 giá thì chỉ dành cho những người vốn lớn á, thì người ta ăn nhiều, chứ còn mà vốn bé thì ăn là khá là ít. Đấy. Đây là tổng quan sơ sơ về con ETH nha. Vùng này không phải là vùng mua tốt nha anh em, trừ khi nào nó phá vào được cái cản này bằng 630 3650 á thì mà nó mới tốt, còn không mà anh em phải chờ nó chỉnh về quanh cái khu vực này. Đây là cũng là một vùng demand này. Demand zone này. Đấy. Còn anh em nào đánh theo trường phái Bryson á, anh em nào đánh theo trường phái Bryson á, thì anh em có thể có một cách đánh an toàn như thế này. Tức là khi giá quay về test cái khu vực EMA34 và EMA89, nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất nha, mình nói trường hợp thứ nhất nha, dành cho những người mà người ta biết phân tích thuật nha. Còn những anh em mà không biết phân tích thuật á, thì khi nào mà giá nó về cái khu vực này á, thì có thể tap tên mình hỏi nha. Còn những anh em nào biết phân tích kỹ thuật thì nó sẽ rơi vào hai trường hợp như thế này. Trường hợp một là nến rút chân mạnh như thế này, tức là rút chân dưới như thế này, test fail MA34 hoặc MA89. Trường hợp thứ hai, nó sẽ tạo ra một bộ nến đảo chiều nào đó tại quanh cái khu vực MA34 và MA89. Ví dụ nến pin 3, tức là nến rút chân đóng nến màu xanh. Mình sẽ tìm một cái ví dụ đó cho anh em thấy. Đây. Đó, nó mà quay về nó test MA34 á, bê cái cây nến này nè. Đó, bê cây nến này nè, thấy không? Anh em thấy cây nến này không? Ném vào cái chỗ mà mình chỉ này, đó, ném vào chỗ này, nếu mà nó xuất hiện cây nến đó mà volume to, tức là volume như thế này nè, đấy, anh em để những cái volume bự này thì anh em múc. Do trường hợp thứ hai là sẽ có những cái bộ nến đảo chiều khác. Ví dụ như là anh em nào mà học Bryson thì anh em nó sẽ biết. Còn nếu mà anh em là người mới mà không biết á, thì khi mà giá nó về chỗ đó thì anh em có thể tắt tên mình, hoặc là mình có thể update trên blend của blend BC ETH của channel Max HC, anh em có thể tham khảo. Đó là phân tích sơ qua về tổng quan của BC và ETH. Đó, anh em có thắc mắc gì về BC và ETH không? Hiện tại BC nó chưa sập đâu. Anh em đừng có ngồi đó mà mơ mộng mà. Anh em bây giờ đánh con BC này á, nếu mà đánh future thì đánh short ngắn thôi, không nên short đâu. Mình chờ chỉnh là long, mình nó không short. Bởi vì xu hướng hiện tại là xu hướng tăng, anh em nhìn mắt thường anh em có thể nhìn thấy mà. Cái này đâu có cao siêu gì liên quan tới thuật hay là gì đâu nè. Anh em mắt thường anh em nhìn thấy nè, giá nó nằm trên đường EMA nè, nó cứ quay lại test EMA xong nó bật, quay lại test EMA xong bật đây nè.
test EMA bật này, test EMA bật này, test EMA bật này, bây giờ nó đang test EMA này. Đó. Bây giờ nó đang test EMA nhưng mà cái khu vực này là cái khu vực nó đã phá đỉnh rồi. Được chưa? Và giá hiện tại đang chỉnh về khu vực EMA 34 của H1. Dự kiến là nếu trường hợp em nến H1 đóng dưới EMA 34 thì có khả năng nó sẽ quay về, nó test vùng demand zone là cái vùng mình vừa nói cho anh em, tức là vùng 51.600 cho tới 50.300 khả thi. Còn trường hợp nếu mà nó không đóng đến dưới EMA 34 mà nó nằm vẫn nằm trên EMA 34 nè, à, hiện tại là giá đang nằm trên EMA 34 nè, thấy chưa, đang có dấu hiệu rút chân nè, anh em nhìn thấy không nè, nến rút chân nè, đây thấy những cái nến rút chân không, thì nó đã từ chối là đi xuống rồi, thì mình theo theo mình thì anh em không nên sọt BC. Ok chưa? Anh em chỉ nên lòng thôi. Bây giờ anh em lòng SL ngắn đúng không? Bây giờ anh em mà sọt SL tút trên đây lắm. Bây giờ nha, nó có hai trường hợp xảy ra. Nếu anh em lòng thì cùng lắm mà em SL dưới cái râu này nè, có xíu xíu à. Còn bây giờ anh em sọt SL tút trên đây. À, anh em mà sọt SL tút tận trên đây. Bây giờ anh em lựa cái phương án nào, trong khi cái mắt thường anh em nhìn thấy, trong khi mắt thường anh em nhìn thấy nè, BTC hiện tại là xu hướng tăng, thấy không? Mắt thường anh em nhìn thấy đang là xu hướng tăng. Mà anh em bơi ngược dòng á thì cái kết quả như thế nào thì anh em tự hiểu rồi. Đúng không? Bơi ngược dòng thì khác gì anh em ra sông bơi dòng sông đang chảy nước xiết, anh em bơi ngược dòng thì đường nào anh em cũng chết. Đó. Nên vì thế là mình khuyên anh em là không nên short BTC. Còn anh em nào short BTC thì SL ngắn ngắn thì anh em tự tìm, còn không là SL của nó đúng sẽ là 55.800 á, xa lắm ấy. Hiện tại là anh em long á thì SL ngắn, SL khoảng 53.500. Chứ còn mà anh em sọt là nó bế đi á. Ok chưa anh em? Anh em nắm được sơ qua về tình hình của BC chưa? Đó, kể cả long sọt và spot. ETH không vậy ạ? ETH mà anh em mà có thể lướt ngắn á thì mình nghĩ là quanh khu vực để mình xem thử khu vực nào có thể anh em lướt ngắn ha. ETH mà anh em lướt ngắn thì anh em cứ canh về khoảng cái khu vực 353 này. 353 cho tới 3.500 nè, SL 10 giá thôi. SL 10 giá thôi. 3490. Dự kiến mình dự kiến con ADA con ETH này nó sẽ phá đỉnh 3600 sớm thôi. Đó, đó là trình lên ngắn của con ETH á. 353 350 SL 3490. Đó là plan ngắn. Còn muốn SL ngắn hơn nữa thì một xíu nha, để mình soi thử có SL nào ngắn ngắn hơn nữa không. Mà 15 đang thể hiện xuống tăng rồi. Đây là hiện tại hỗ trợ của ETH mà. Thả râu ghê quá. Đây, ngắn hạn. Đây là tình hình ngắn hạn của ETH bị kẹt trong cái hộp này, hẹp nhỏ nhỏ là thôi. Đoạn này mà phá cùng lắm tết lại đoạn này thì cũng không ấn tượng lắm. Đợi mình xíu nha, mình xem nếu con ETH này có điểm vào và SL ngắn không á. Rồi mình sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi của anh em. Đoạn này mà nếu anh em long ngắn á, long lướt M1 á, M1 nha, thì mình nghĩ là anh em nên long ở chỗ này nè, 772 nè, 72 chứ tới 5X, SL dưới đây nè, 50. 5X, 7X, SL 50 nha, đó là SL ngắn. ETH long 357, 355, SL 3550, dự kiến là nó sẽ quay lại test cái đỉnh này. Nếu BC vẫn tiếp tục sẽ quay và đi lên nhẹ 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 thì khả năng nó sẽ quay lại test lại đỉnh này, hoặc là đỉnh gần nhất của nó là sẽ là 359 và số 0. Đó là SL cực kỳ ngắn. Mới vừa nhú về có 3579 này bơm. Đó, đó là tình hình của con SL ngắn. SL dưới chỗ này thôi, 50 được rồi. Rảy chỗ này nó cũng tương ứng với rảy cái chân chéo rồi nè. Đây là có một cái chân chéo nè. Khả năng là nếu mà nó rảy chỗ này đúng không, nó sẽ về 5X, 5X xong nó hồi lên lại. Mà cái chỗ này nó trụ tốt thì khả năng nó sẽ bật luôn. Đây là cái hỗ trợ cũng khá gần nhất nè. Trường hợp mà nếu mà nó đâm qua mốc này nè, 3570 nè. Đây vì bấm đi. Đây, thấy không? Chưa kịp nói nó bấm lần. Anh em đừng có quẹt nha, anh em đừng có quẹt nha. Anh em mà cảm thấy mà không có ích gì cho anh em thì anh em có thể off ra ngoài cho người khác nghe.
Ủa sao không xóa được ta? Đúng rồi, chiều lo nghe đó, lo nghe Xóa cái đường này á hả? Sắp lót xong nó bay lên đó. Em xóa cái đường quẹt á. Nhìn... Ông nào giỏi ai đủ cầm host không? Vậy à, Jenny ơi, xóa cái kia giùm anh cái. Giỏi đủ bản lĩnh thì vẽ trên chạc á, vẽ phân tích con biết á, đừng có vẽ phá vẽ bậy lên đây. Sao cái bảng của mình nó bị mất ta? Để quẹt trên màn hình game xóa. Xóa cho anh cái ái dân kia cái. Xóa được, xóa được. Ấn vô cái chữ MT á. Đào thấy quân mẹ này. Bạn bạn đó ra luôn đi. Mày giỏi mày vẽ chạc biết chạy đi. Xóa thằng Đào thấy quân ra Jenny ơi. Bum luôn nè. Chưa kịp mà nó mới về có 79 nè. Mới về 79 bay luôn rồi. Cày nha. Từ 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 đợi em đợi mình xóa cái vẽ của các bạn trên màn hình. Xóa chỗ nào nhỉ? Thôi được rồi, để anh xóa cho. Kích bạn đó ra đây. Ui, e bùm, vãi. Bùm rồi, bùm rồi. Chính chờ về 6x luôn. Về 79 nè anh em ơi. Trời ơi, 357X mà nó về mới 79 nè. Cày nha. Thôi, tiếc làm gì. Tôi nói rồi, anh em đừng có sọc B. Anh em cứ cãi không à. Mình nói đừng có sọt. B, C nó có đi xe quay gì là anh coi nó cứ bay hoài thôi à. Đừng có sọt. Nó rồi đừng có sọt. Đấy. Thời tiết nó về mới 79 nè, nó về xuống tí nữa 075 là anh em có thể bà được rồi. Hồi chiều thấy muốn bay lên lại nhiều lon. Thời tiết xíu thôi anh em, không sao, không ăn được thì thôi, cũng đâu mất tiền đâu mà lo gì. Đấy, đó là sơ qua về con ETH nhé. Rồi bây giờ tới phần là anh em có thể hỏi bất kỳ một con gì để mình có thể soi cho anh em. Thôi tiếc làm gì anh em, mang được thì thôi chứ. Hôm bữa thằng copy. Anh em vào trong Zoom thì hạn chế quẹt linh tinh nha. Ông leader các nhóm khác vào phá. Mình leader, thấy anh. Có mình thấy có bạn Hạnh nãy giờ đang vẫy tay mà không biết là bạn Hạnh muốn hỏi hay là chỉ là vẫy tay cho vui thôi. Anh em mà muốn hỏi mà nhanh á, khỏi mất công comment nó trượt trôi á, thì anh em có thể bật vẫy tay ra để Jenny có thể bật mic cho anh em, rồi anh em có thể hỏi bất kỳ cái gì anh em hỏi, tất cả mọi thứ nha. Anh em có thể đu đỉnh con nào mình sẽ xếp cho bạn Tân Trần trước này, tại vì bạn Hạnh mình hỏi nó giờ không nói. Rồi bạn Tân, cho mình hỏi con ship á, nó có còn bay nữa không? Shiba hả? Shiba. Shiba Inu này, những cái con này á anh à. Những cái con có chạc bên bay nền ta. Có chạc bên bay nền á. Mấy con này á anh em hỏi sao gọi là sao ta? Tại vì thực ra phân tích kỹ thuật á nó chỉ dành cho những cái con nào mà mang tính chất gọi là nó đi lâu dài với thị trường thôi. Còn những cái con này là những con theo trend, anh em hỏi cực kỳ khó luôn á. Cái con này anh đã tới. Vậy mình cũng có vô á, nên thằng đó mình cũng hỏi. Bạn mua, nếu như bạn mua thì bạn phải hỏi là bây giờ mình mua ở giá 1 đô, giờ lên 2 đô mình chốt được chưa, hay là giờ lên 3 đô chốt được chưa, hay là hold lên nữa. Đó, phải hỏi vậy. Chứ mình hỏi là cái con này bây giờ nó đang là nó là có thể bay nữa không, hay là nó anh mua giá nhiều, anh mua giá bao nhiêu? Bạn phải hỏi là bạn mua giá bao nhiêu chứ. Em mua giá 3.200 á. Đu đỉnh nữa. Thôi. Lãi rồi, 3.200 giờ 3.300 lãi rồi. Bây giờ này anh, bây giờ nha. Cái này là em không khuyên nha. Cái này em không khuyên bởi vì con này là con bơm thổi. Nó đứng sau của nó là những cái ông tay to mặt lớn. Thật ra những cái con này nó đứng sau là những tay to mặt lớn.
nên là về cái độ FOMO thì mấy ổng đăng mấy cái status là nó bay à. Đó, anh nhìn cái chạc này, nếu mà xét theo phân tích kỹ thuật á, nếu mà xét theo phân tích kỹ thuật thì đây không phải là vùng giá tốt để anh có thể mua vào nha. Anh nhìn cái chạc này bây giờ nha, anh mua đây, anh mua chỗ này đây, em sẽ vẽ chỗ này, ví dụ anh mua chỗ này được chưa, mà BTC nó chỉnh đi, BTC nó chỉnh thôi à, em ví dụ nha, BTC nó chỉnh về 52.000, tức là cái vùng đềm em nãy em nói cho anh em á, nhớ không, nhớ cái vùng đềm nói không, BTC nó chỉ còn chỉnh về 52.000 thì con Shiba Inu này về tầm đây à, ok đó, em ví dụ như thế, nếu mà BTC nó chỉnh thì con này nó sẽ về tầm đây, thì có phải là ổn định không, đúng không? Ok, đây em sẽ phân tích cho anh một cái bài toán như thế này. Thay vì anh mua cái vùng giá này, đúng không, thì tại được. Sao nếu mà anh mua cái vùng giá này thì anh phải tính được là mình bỏ tiền vào mua giá này, mình sẽ chấp nhận rủi ro trong trường hợp lỡ BTC đâm mình ổn định. Trường hợp thứ hai, nếu mà cái số tiền mình bỏ vào là nhỏ thì không ảnh hưởng. Trường hợp nếu anh bỏ vào 20.000, 30.000, 100.000 đô mà anh mua chỗ này, nếu nó tăng thì không nói nha. Cái bài toán tăng thì em không nói, bởi vì tăng thì lúc nào lời thì chắc chắn là ai cũng phải gáy rồi, đúng không? Lỡ trường hợp BC, phương án B nha, BC chỉnh về 52.000, con này nó chỉnh vào đây, tức là anh lỡ anh vào 100k, còn 50.000 bay tỷ trong vòng 3 ngày, có thể là trong vòng 1 tiếng luôn, anh bay 1 tỷ trong vòng 1 tiếng là lúc cảm giác lúc này của anh như thế nào? Nói chung bây giờ nó đang FOMO cao rồi đúng không? Đó, thì anh nhìn cái chạc này, anh nhìn cái chạc này nha. Bây giờ em sẽ cho anh một cái bài toán so sánh như thế này để anh có thể hình dung được. Đây là giá anh đang mua, đây là giá anh đang mua, được chưa? Này, em chỉ cho màn hình này. Đây là giá anh đang mua và đây là giá dự kiến mà BTC có thể điều chỉnh về vùng 52.000. Tức con này nó sẽ điều chỉnh, được chưa? Ok chưa? Vậy em hỏi anh tại sao anh không mua khi cây nến này xuất hiện, là cái nến này nào nha, tức là cái chỗ này nó có mũi cản là 944, được chưa? Ok, cái cản này, cái cản này 944, tức là cây nến này là cây nến phá vỡ xu hướng sideways trước đó của nó. Ok chưa? Này cái đoạn này nè, anh nhìn này. Ok, cái đoạn, okay. Này, cái đoạn sideways này em sẽ vẽ một cái hình hộp cho anh, cho anh dễ hình dung. Đây, tức là nó đi sideways, đúng không? Từ vùng giá là 93x cho tới là 54x. Ok chưa? Sau đó, nó phá vỡ xu hướng sideways này bằng một cái nến tăng mạnh như thế này. Rồi. Đây là cái nến tăng, em chỉ anh này. Đây là một nến tăng mạnh, tức là nó phá vỡ xu hướng sideways trước đó. Khi mà cái ngày 4 tháng 10 nó xuất hiện cái nến này, tại sao anh không mua khi mà nó đóng nến ngày như thế này? Tức là anh có thể chấp nhận anh mua vào giá là khoảng 136 hoặc là 12, thì khi đó anh stop loss cạnh dưới này, tức là anh cắt stop loss là của anh sẽ là chia hai tài sản, tức là 50% á. Được chưa? Nếu anh mua chỗ này thì anh chấp nhận SL khi nó phá đóng nến dưới là vùng 500 là anh sẽ chia hai tài sản, được chưa? Ok. Tại sao anh không mua chỗ này mà bây giờ anh lên đây anh mua? Anh kính này, một cái nến này, hai cái nến này, ba cái nến này, ba ngày sau, đúng không? Nó tăng tuốt luôn trên này nè. Đặt câu hỏi là thấp không mua, cao lại mua. Đặt câu hỏi cho bản thân mình á, tại sao thấp anh không mua mà anh đi mua trên cao là gì? Bị FOMO à? Đây, thấy không? Này em phân tích này. Em thấy tranh này, đây là vùng giá sideways này, phá vỡ bằng một cây nến to, volume mua cực đại, thể hiện xu hướng chuyển từ xu hướng sideways sang xu hướng tăng, được chưa? Okay. Đúng không? Chuyển từ xu hướng sideways sang xu hướng tăng, mà khi chuyển từ xu hướng sideways sang xu hướng tăng thì lúc này giá như thế nào? Giá như thế nào? Giá tăng đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì tại sao mà lúc anh biết là nó phá vỡ xu hướng sideways rồi mà anh mua chỗ này mà anh lên đây mua làm gì, đúng không? Lỡ trường hợp nó mua đây mà nó sập xuống dưới đây, có phải là anh chia hai không, đúng không? Cái đúng chỗ rồi. Này anh chia hai nó còn đỡ, chỗ này anh ưu đỉnh nè, nó không chia hai mà nó xuống chia ba, chia năm. Khi mà nó xuống chia hai thì anh có thể anh sẽ không cắt, bởi vì anh nghĩ là nó sẽ còn lên nữa. Nhưng mà nó xuống chia ba thì lúc này tâm lý anh bắt đầu nó sẽ khác nhau, với cái số vốn anh vào nó sẽ khác nhau, phụ thuộc vào cái số vốn anh vào nữa. Đấy, nên là theo em nghĩ thì cái vùng giá này của anh thì
không nè. Chào quá. Rồi ok, cảm ơn anh nhiều. Ok. BC nãy kêu mấy ông Long chịu, mấy ông chịu Long thôi chứ nói gì. BC nãy kêu kêu anh em Long nè. Nãy anh em Long là ngon rồi, SL có ngắn ngủng ngùng ngùng. Long. Đấy, bây giờ bạn nói chung là bây giờ mình sẽ không đọc comment. Bạn nào hỏi thì quẩy tay, bật mic lên hỏi. Tránh trường hợp mình lật lại cái comment nó trôi á, xa lắm. Anh em hỏi con gì thì anh em có thể vẫy tay xong để Jenny có thể bật mic cho anh em. Nói chung mà những con nhanh. Kiểu như Shiba Inu này, cái kiểu là những con thuộc dạng hidden game. Cơ hội nó cũng cao nhưng mà rủi ro nó cũng lớn. Nên nói chung là anh em mua mấy con đó thì chỉ là phân bổ vốn cho hợp lý thôi, chứ đừng có kiểu ơi như những con nền tảng. Đừng có mua nhiều như những con nền tảng. Anh em nào được vẫy tay xong mà chủ động tắt mic nha. Anh em hỏi bằng cách vẫy tay đi. Bật mic lên hỏi cho nhanh. Bởi vì rất là nhiều anh em comment nó trôi rất là nhanh, nên là anh em bật mic lên. Mình mới mua cho bạn Việt Kiều. Rồi chào mọi người nhé. Cho mình hỏi một chút là mình chơi support thì okay. Mình muốn tìm cái điểm entry của con Celo ấy. Celo. Thì mong hát tìm giúp đó. Rồi con này là con à người ham muốn lắm này. Và hiện tại là mình đang vào giá là 5.94. 5.94 à. Con này để mình xét tổng quan xíu cho anh em. Con này anh em, con này anh em hỏi, nên hỏi vậy á. Hỏi anh em hỏi vậy á cho nhanh. Như nào cái kiểu này kia chứ anh em cứ hỏi là phân tích con đó ai biết phân tích kiểu gì, anh em phải hỏi cụ thể vào, càng cụ thể thì càng phân tích kỹ hơn cho anh em chứ. Nên vì anh em thông cảm nha, rất là nhiều bạn nên là rất là nhiều người, rất là nhiều câu hỏi nên là anh em trình đủ hỏi. Con này hiện tại thì mình thấy hơi xấu, chưa biết nó tuần đóng như thế nào, nhưng mà hiện tại nó vẫn là xu hướng tăng. 5.9 của bạn hả? Bạn bạn xác định mua 5.9, bạn vậy bạn stop loss ở đâu? À, mình chưa có stop loss nên là mình mới hỏi lý do là sao bạn mua. Thì mình cũng đang thấy nó tiềm năng của nền coin okay. Solo đấy. Ok, đây là lời khuyên cho tất cả những anh em nhé. Mua coi không biết stop loss tốt nhất đừng vào. Ok. Mua coi mà không biết stop loss ở đâu thì tốt nhất đừng vào. Ít nhất là bạn cũng phải tìm được SL 20-30% gì đó thì bạn mới vào được. Vùng mua đẹp nhất của Celo sẽ là hai cái vùng này, 4.6 và 3.8. Ok chưa? 4.6 và 3.8 SL dưới 3 đô. 3 đô 2. 3 đô ơi. 4.6 và 3.8 stop loss của con Celo sẽ là 3.5 đô. Được chưa? Đây là vùng mua mình nghĩ là khá đẹp của Celo. Còn hiện tại thì Celo bạn mua 5.9 nè. 5.9 thì mình nghĩ là không đến mức xấu đâu. Tạm được. Tuy nhiên nha. Nếu Celo gãy vùng 5.5 thì bạn sẽ thấy hai mốc này. Mốc mình nói nè, 4.6 và 3.8. Nếu gãy 5.5 thì bạn sẽ thấy được hai vùng này. Đồng nghĩa với việc BC sẽ chỉnh đấy. À, nên là 5.9 thì mình nghĩ là đây là vùng giá. Nếu mà bạn mua ít ít thì được, nhắm DCA thì ok. Để DCA thì ok, còn xét thêm một thức kỹ thuật mà ngắn hạn á, mình nghĩ đó không phải là vùng mua tốt. Không phải là vùng mua tốt. Bạn chỉ mua khi nào H4 đóng. Anh không biết có cái bàn tay của anh ở đâu luôn. Nha. H4 sao hả bảo cho ơi. Ủa ai nói mà sao nó em nhiều người nói. Những người vào sau á. À, đây bạn nên tức là theo để mình hỏi bạn nha, bạn vào bao nhiêu vốn rồi, cái phần trăm đây, bạn nói phần trăm, bạn nói phần trăm nha, bạn không có đừng nói số đô, phần trăm tiền của bạn á, tức là ví dụ bạn có 1.000, bạn vào 20%. Hiện tại là mình vào 50% rồi, 10% kết bạn văn kho gì ra đây Jenny. Celo là nó thuộc bên hệ sinh thái của Solana đúng không ta? Hệ Celo nhé. Celo hệ mới. Rồi. Nói chung nha, theo nhận định của mình nha, bạn cá nhân của mình nha. Nếu bạn vào 50% giá này thì là hơi ảo. Hơi ảo. Trường hợp bạn vào 50% thì bạn nên chờ nó đóng H4 trên MA34 và MA89 này thì bạn vào thì khả thi hơn, ít nhất thì bạn cũng ăn được cái đỉnh gần nhất sẽ là 6.3 cho tới 6.5. Nha. Ok. Còn cái vùng giá 5.9 này á thì theo mình nhận thấy hiện tại thì cũng không phải là xấu lắm đâu. Nếu mà bạn xác định mà lướt ngắn con này
thì bạn nên SL khi nó gãy, khi có cây nến H4 đóng dưới vùng 5.5 đô, được chưa? Ok ok. Thì bạn sẽ thấy hai cái vùng mới này. Đó. Ok chưa? Còn con này thì mình nghĩ là xu hướng nó vẫn là xu hướng tăng, nhưng mà hiện tại nó đang đi sideways. Nó đi sideways nhỏ á, nên là khả năng nếu mà con này nó mà gãy là nó về cái mốc mình dự kiến á. Ok. Sao rồi, tao đã xé để mình đọc Fibonacci con này coi. Đúng rồi, chính xác rồi đó. Khả năng là nó sẽ về quanh quanh khu vực 4.9, 4.4 và 3.8. Đó là ba cái khu vực mà nếu mà gãy 5.5. Cậu này thì mình nghĩ là nó vẫn còn có cửa lên. Nghĩa là trường hợp xấu thì là nó sẽ về, nó gãy 5.5 thì nó sẽ về hai vùng dưới. Thì bảo vậy mình mới hỏi là bạn vào bao nhiêu vốn đấy. Okay. Nếu phòng trường hợp bạn không cắt lỗ, bạn DCA. Đúng không? Nếu trường hợp cái chỗ này bạn vào 10%, 15% vốn thì có thể mà bạn không cần phải cắt lỗ. Bạn có thể DCA, hiểu không? Còn trường hợp mà bạn vào lỗ vốn quá lớn mà không còn tiền nữa thì chắc chắn bạn phải cắt lỗ rồi. Phải cắt lỗ là cắt lỗ dưới 5.5 hả Châu ơi? Chính xác. Hiểu không? Okay. Nó sẽ có những cái cách phân bổ vốn chứ. Bạn vào, ví dụ bạn vào cái chỗ này là 15%, ví dụ bạn có 1.000, bạn vào mất còn 200 đô à. Bạn còn 800 đô để bạn DCA. Thì nếu trường hợp bạn cắt lỗ 200 đô à, từ cái vùng giá này bạn cắt lỗ 200 đô thì mất bao nhiêu đâu? Quá ngắn luôn. Mất có 5% mà 500 đô, 200 đô của 5% nó bao nhiêu đâu, đúng không? Nếu trường hợp như thế. Còn cái này bạn đã vào 50% rồi thì nó lại là một toán khác. Và nếu bạn vào 100% thì nó lại là một toán khác nữa. Nó liên quan tới cái bài toán quản lý vốn của bạn nữa, hiểu không? Ok ok. Đấy, nên là nếu mà bạn vào ít thì bạn có thể trừ tiền để bạn DCA hai vùng này nếu nó về. Còn trường hợp nếu mà bạn vào nhiều thì bạn nên cắt lỗ khi H4 đóng dưới 5.5. Ok chưa? Còn cái vùng giá okay. An toàn, còn cái vùng giá an toàn của Conselo này nếu mà mua là ít nhất nó phải đóng H4 trên 6 đô. Ok nhá. Ok. Còn, cảm ơn Châu nhá, cảm ơn okay. Mọi người có muốn là hôm sau khi mà các bạn hỏi về những con bên spot á thì bên đội admin sẽ vừa phân tích chạc là phân tích kỹ thuật cho các bạn kết hợp với phân tích new không? Phân tích dạng như sẽ bổ sung thêm một số thông tin kiểu như là về backer của cái con đó hay là sắp tới nó có new gì cái kiểu này kia á. Không đủ thời gian đâu em. Tại vì ý là không phải là mình phân tích hết tất cả các con, nhưng mà ý là kiểu mình sẽ cho mọi người đăng ký trước ấy, kiểu con nào được mọi người chọn ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Thì mình sẽ chọn ra khoảng từ 5 con vậy để phân tích ra cho mọi người kèm về cái vấn đề đó. Tại vì thật ra phân tích kỹ thuật nó chỉ chiếm một phần trong cái việc tăng hay giảm giá của coin thôi. Thì mình sẽ chọn ra 5-10 con trong private được mọi người vote nhiều ấy. Thì mình sẽ để chọn lọc thông tin trước của những con đó. Xong rồi khi mà tới buổi Zoom ấy, thì mình sẽ phân tích những con đó cho mọi người nghe thêm. Thay vì mọi người đi làm không có thời gian để mà đọc thông tin nhiều ấy, thì mình sẽ tổng hợp thông tin trước rồi sẽ cho mọi người nghe thêm về những con đó. Nhưng mà cái này chỉ ưu tiên cho anh em trong private thôi nha. Mọi người thông cảm, tại vì thật ra ai cũng một người là hold mỗi con khác nhau ấy. Nên thành ra là chỉ ưu tiên cho những anh em private và những con nào được vote nhiều ấy, thì mình sẽ ưu tiên phân tích những con đó và collect new những con đó cho anh em để hôm sau phân tích. Ok nha. Thì cái đó mình sẽ triển khai cho buổi Zoom tuần sau. Một tuần sẽ là một buổi thôi. Và mình sẽ lựa tầm khoảng 5-10 con để phân tích cho mọi người nghe thôi. Tại vì mình sẽ không đủ thời lượng cho vấn đề đó. Em cày rồi, ETH à? Cày ETH à? Đúng rồi, tầm 10 con được vote nhiều nhất. Thì mình sẽ phân tích cho mọi người. Ok, bây giờ bạn nào hỏi cái gì ta? Bạn Việt Kiều hỏi xong rồi mà ta. Bạn Việt Kiều lúc nãy hỏi rồi mà. À, cái volume M5 sản khá là bự này. Bạn Việt Kiều nãy hỏi rồi mà. Mình sẽ ưu tiên cho những cái bạn sau nha. Mình sẽ mở mic cho bạn Đình Lâm nè. Em cứ hỏi thoải mái đây, tranh thủ. Ok, mình... Cho em hỏi cái con em mua rất là nhiều con... Bạn Hạnh hả? GRT á, em hâu... Trước em đua ở giá 1 đô, không biết nhờ anh chị phân tích dùm em con này với em. 1 đô đang lỗ 30% đúng không? 1 đô à, trời ơi. Oh my god. Mình lỗ khá đấy. 1 đô à. 30%. Hiện tại con GRT. Đợi xíu. GRT này nó giống con bay á. Bay. Chạc y chang vậy mà. Cái chạc y chang như thế này luôn. Hiện tại là con này đang là xu hướng giảm. À, anh em có thể nhìn thấy nè. Giá nằm dưới MA. Cung D nằm dưới MA rồi, xuống giảm. Cửa về bờ của này là hơi nan đó anh em.
Cô Lâm hiện tại cũng chưa có gì gọi là đặc sắc cả. Hiện tại thì con này á, nếu trường hợp nó phá qua chỗ 0.8 á, thì mới ra cái cửa về bờ của bạn rất là sáng. Cửa về bờ của bạn sáng nha. Còn giá hiện tại nó đã đi xe quay rồi thì hơi khó. Hơi khó nha. Nha anh em. Nên lên nha bạn. Bạn mua giá 1 đô mà bạn không biết nợ ở đâu luôn hả? Mình khuyên anh em như thế này, mình có một lời khuyên như thế này cho anh em. Khi các bạn đánh spot hay là future thì việc đầu tiên các bạn hãy làm đầu tiên nha là tìm SL cho mình trước. Bởi vì SL nó sẽ là một cái cách mà cắt lỗ giúp bạn có thể một là gia tăng số lượng, hai là tránh lỗ nặng. Thấy không? Ví dụ như bạn mua 1 đô, chắc bạn mua ngay đây là đúng không? Bạn mua ngay đây đúng không? Đúng không? Cái chạc này chắc khả năng là bạn mua ngay vị trí này rồi đúng không? Nếu bạn mua vị trí này thì ít nhất là bạn SL ngay khi cạnh dưới này 0.8 này. Đúng không? Bạn lỗ ở chỗ này nó có 14% này. Quá nhẹ. Bây giờ bạn để nó âm lúc cán dưới đây luôn là bao mấy 4 mấy% luôn. Nặng không? Bạn lỗ chỗ đây 15%, bạn không chịu, bạn chịu âm 40% chia hai tài sản. Tâm lý khác nhau hoàn toàn đúng không? Nên là mình có một lời khuyên cho anh em, đó là khi mà bạn chơi cái gì đó thì bạn nên tìm SL trước. Bài con này thì mình nghĩ là nó đã chuyển giao xu hướng rồi, chuyển xu hướng giảm sang xu hướng tăng trung hạn, ngắn hạn. Nhưng mà để mà nó lên được cái khoảng 1 đô á, thì nó cần phải qua được cái mốc 8 đô 0.8 nhé. Kỳ vọng con này nó phá được 0.8 thì khả năng nó sẽ giúp bạn về gần bờ. Còn về bờ hay không thì nó phải phụ thuộc vào những cái yếu tố khác nữa. GRT bữa mới cắt 1 đô xong nha, nha bạn. Còn cái vùng này xong mình, hôm nay thì mình bạn cứ khấn thôi. Chứ cái đoạn này thì mình thua. Đoạn này thì mình nghĩ là nếu mà đơm giảm thì có khả năng bạn sẽ về bờ. Đây. Cái chạc con này nó y chang con bay á, con BAK á. Dạ. Y chang luôn, không khác gì đó. Con BAK nó bay rồi. Bây giờ mà đơm giảm á, đơm trong dominate giảm á thì con này khả năng nó sẽ bay. Sẽ bay cùng mấy con kia luôn thì khả năng cửa về bờ các bạn rất là sáng. Là xét theo phân tích kỹ thuật nha. Còn mà tin tức đồ các kiểu nữa hay không thì mình không, mình chưa có theo dõi nên mình không biết. Nhưng quan sát mình thấy thì hiện tại nó đã chuyển giao từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng trung hạn, tăng ngắn hạn thôi chứ không phải trung hạn nữa. Nếu mà để mà nó tăng nữa thì nó bắt buộc nó phải phá vào vùng 0.8 á, thì nó mới lên được cái chỗ 0.9 và 1 đô. Ok nhé. Con này đang đi xe quay mà. Mắt thường nó đi xe quay nè. Ok, cảm ơn. Ok. Bữa sau chơi cái gì nhớ gài cho top lock vào. Không lỏng đấy. Mình sẽ mở mic cho bạn Vũ Minh Chiến ha. Nãy giờ bạn hỏi rất là nhiều, rất là lâu rồi mà chưa được mở. Vâng. Bạn Chiến hỏi đi ạ. À. Đây cho em hỏi là em đang đu con Linh ở giá 32 thì không, bây giờ con Linh nè, không con Linh thì mình biết rồi, con Linh thì chắc mình nhiều nhiều nhóm con này lắm. Này. Ai rồi chẳng phải đu đỉnh. Con Linh này thì nhiều nhóm côn, được chưa? Nhưng mà xét theo phân tích thuật này, bạn có thể nhìn thấy mắt thường nè, đó, nó đang chạy ở đâu? Trong hộp ra vát nè, được chưa? Nếu phá này thì áp vùng tiếp theo là cái vùng bạn về bờ, 32 đô đúng không? 32 đô thì nếu phá hộp ra vát này đi lên thì bạn sẽ về bờ, được chưa? Còn phá hộp này đi xuống thì bạn sẽ bờ tiếp. Vâng, em cảm ơn đi ạ. Anh ạ. Nếu mà phá hộp Davat này là tầm khoảng 28 thì bạn có thể về bờ. Còn mà không, mình hỏi bạn thế này, bạn xác định là ôm con này dài hạn hay là lướt? Em lâu dài hạn. Không, dài hạn thì thôi tự tin đi, xuống DCA thêm. Mình cũng đang ngó con này, mình cũng ngó con này rồi, mình cân nhắc mua con này. Nếu hay làm đồ chạy xuống. Nhưng mà con này đẹp á, con này thấy con này ok. Hiện tại con này cũng đang ok mà. Cửa về bờ của bạn nói chung là sáng hơn cái con GRT. Nha. Cửa về bờ của bạn sáng hơn con GRT. Được chưa? Dù sao thì khung D đồ H4 một cách kiểu nào nó cũng đã nằm trên MA hết rồi. Nếu mà GRT là ánh sáng của ngọn nến thì đây là của ngọn đèn dầu. Được nha. Con Linh này thì bạn không sợ đâu. Mình nghĩ là con này bạn sẽ về bờ sớm thôi. Con này thì ok. Nè, xe tiếng quay okay này mà. Phá xe quay này, đây xe quay này, xong phá chỗ này nó lên khoảng 31, 32, thậm chí là 40 đô ngắn nhất.
được chưa? Tự tin nha. Còn con này thì không có xấu bằng con GRT đâu, nên là thoải mái. Sau hôm bữa đi xe không đi xe à? Có em có đi xe giá 24 thì ok. Nói chung là con này thì theo theo mình thì ok, không không sao đâu. Con này thì mình nghĩ là nó sẽ lên sớm thôi. Chung mấy con kiểu như Linh, Celo này kia là mọi người xác định kiểu hâu dài hạn ấy, nên nói chung là kiểu rải vốn vào mà vô thôi, chứ đừng có vô luôn một cục. Mà xác định vô luôn một cục thì đóng máy, tắt app, xóa app luôn. Thôi bạn khác đi, con này nó luôn bạn này mà. Đu xe 98 6.2 thì bao giờ về bờ? Anh bạn thắng thắng gì GMHS gì đây không biết. Mấy ông đánh Maxim với tôi hàng ngày mà cái cục volume bự và bát nữa như thế này mà không sợ. Anh em đánh Maxim với mình hàng ngày, voi hàng ngày với mình mà thấy cái kèm volume bự như thế này mà anh em không sợ. Sọt cái SR trên đây nè, 3640 nè. Sao mình không Aston mua cho bạn này được ta? Anh em trade với mình hàng ngày mà thấy cục volume bự nè, đang tăng đúng không? Đang xu hướng tăng đúng không? Mà thấy cục volume phá vỡ xu hướng tăng trước đó. Làm lệnh nhỏ nhỏ thôi, cản tạo volume bé, SR trên cái cây nến này luôn. Tới lượt chị chưa? Chị Đình Lâm hả? Chị Lâm Đình, Đình Lâm gì đây? Em mở mic cho. Chị mới vào thị trường, chị cũng thật chị không biết gì cả. Chị muốn mua hâu con đĩ gì đấy chị biết nó cứ thành con đĩ. Okay, chị mua giá đấy là 12.8. Con ni chị mua bao nhiêu? Con ni mua 6.9 gần rồi. Con đi này thì chị tự tin nắm nhá. Còn target là dự kiến khoảng 10-13 đô nha. Con đi này hôm qua em phím anh em là 8 đô, rít 8 đô là múc rồi. Thì hôm nay nó đã rít 8 đô và lên 8.2 rồi nè. Hôm qua đã nói rồi, con này rít 8 đô là múc. Ok, một con. Chị muốn hâu lâu dài á. Thôi, hâu lâu dài target không biết được chị. Đỉnh gần nhất của con đi này gần nhất thì em dự đoán sẽ là 10-13 đô. Còn dài nữa hay không á, thì khi mà nó phá qua được những cái đỉnh á, rồi mình mới biết được những cái target dài của nó. Bởi vì nó phải tính toán rồi cái theo cái market cap của nó như thế nào, nó chị à. Nhưng mà con cap của con đi này hình như lớn rồi. Thì em nghĩ là 8 ngắn hạn thì khoảng 8-12 đô là 13 đô là cũng khá là ok rồi đó chị. Lúc đấy bán thì mua cái khác. Còn con đĩ thế nào em? Con đĩ ít không à? Con đấy chị mua 2.000 đô ta. Đây mua giá nào? Chị mua giá nào? 12 đô đúng không? 12.8. Okay, 28 đô hay là 12 đô? 12 đô 8. Okay. 12 đô 8 thì ôi giờ lãi lắm rồi. Trời ơi, chưa bán thế nào. Chị mua toàn đi còn mình lên nữa chị nha. Đi cơ bản nó là một cái sàn mới gì đó, từ từ em nhớ cái đó. Đi em lót lại cái đó. Sàn đẹp. Xét về new là đi rất là tốt. Đi rất là tốt trong thời gian sắp tới, nên thật ra nếu như chị đã có được vùng mua tốt rồi á thì chị cứ hold đi. Nếu như chị cảm thấy là mình cần vốn để chuyển sang con khác á, thì khi mà nó X2 á thì chị cứ chốt lời chốt gốc, còn lời thì gồng vô cực đi chị. Cơ bản là con này nó sẽ cực kỳ tiềm năng. Con này nó rất là tiềm năng. Về new, về chạc thì em không biết, về chạc thì anh Châu sẽ không thích cho chị nghe, nhưng mà về new thì về tin của nó thì cực kỳ tiềm năng luôn. Con này đang nhìn. Chị không biết gì thì sẽ hâu luôn thôi, tại vì không okay, nắm chị. Được. Dạ. Em khuyên chị á, em khuyên chị nè. Chuyển tiền thì còn ấy, còn không thì chị cứ hold thôi. Ok, em khuyên chị là các em. Em khuyên chị là nên biết gì, còn không biết gì thì nó sẽ hại. Nên biết này, gì. Con này đang như em cho mọi người mua nọ mua kia. Chị cứ tìm mãi, nhưng thực ra mọi cho mọi người từ những tháng trước rồi, chị cứ đi tìm cái con đấy giá đấy không thấy nữa. Thế nhưng mà chị hỏi mấy người khác, họ cười vào mặt chị vỡ ra. Họ bảo người ta mua từ mấy tháng trước rồi bà. Con này thì nói chung là tiềm năng, coi sàn đẹp. Ok, con này là được. Nói chung là chị mua giá thì ok. Chị có thể chốt theo cách là chốt bớt là khoảng chốt gốc cũng được. Còn không thì chị chốt khoảng 50%. 50% là gốc á. Tức là chị ví dụ chị vào 2.000, chị chốt 1.000. Còn chị chấp nhận là... Hôm lên 28 chị đã chốt mất 500 đô ra rồi, nên chị đang tiếc. Cái gì trời? Ôi, đừng tiếc chị ơi. Ý là tiếc là chốt ít quá hay là tiếc tại sao chốt nó? Nghĩa là chị tính là rút nó một cái ví nào đấy, chị để thế luôn, chị không sờ thấy nó nữa. Nếu mà tiền thì sao đâu, chị chốt đỉnh mà, chốt giá 28 mà chốt quá đỉnh rồi. Chốt ngay đỉnh luôn. Chốt
chốt lời thì không bao giờ sai gì ạ. Thật chốt lỗ thì mới sai chứ chốt lời thì chẳng bao giờ sai hết á. Con này thì hiện tại đang xu hướng giảm ngắn hạn à. Xu hướng giảm ngắn hạn. Nó phải hồi lại xuống rồi nó mới lên lại. Con này đang như 22 đô, 22 đô 500 ngàn Việt Nam đồng hả? Cái mảnh vốn của chị nhỏ quá nên là mua được rẻ chỉ muốn giữ tịt luôn đó. Ok ok chị, nói chung là con này không chị đã lời rồi thì thôi. Chị đã lời thì bọn em sẽ tư vấn cho chị kiểu cách an toàn hay là mạo hiểm thì tùy chị. Con này thì theo em nhận định thì nó ok liên quan đến sàn đét và nó khá là tiềm năng. Tuy nhiên vùng giá của chị mua là vùng giá khá là đẹp rồi. Vâng, vậy em mọi người thường không biết lên sàn này, em dự đoán là con này sẽ là 8-6 đô á nhưng mà nó không về. Rồi chị cảm ơn các em nhiều nhé. Vâng, cảm ơn chị. Xem cả tiếng đồng hồ mới có người có lãi. Ta nhiều người lãi mà không nói. Nãy giờ mua mấy đồng con này hò quá. Không nói gì nữa. Bạn Thanh gì đó nói đi để lát tắt mic luôn. Anh em khác đi. Rớt nước mắt. Cô thanh niên này không có nhu cầu nói gì, ta tắt mic luôn nha. Để qua cho anh em khác hỏi. Đây là hát sẻ kèo đã rồi. Tiếp xíu. Tôi chia 4 tài khoản lúc trước, chia 5 vậy là ok rồi, thành công rồi, có sự tiến bộ. Mọi người phải hiểu cảm giác là ngày hôm qua âm 2000 thì không sao, mà hôm nay hồi lại cái 300 đô thì vui như được mùa. Mọi người phải biết cảm giác đó nó thiêng liêng cỡ nào. Có anh em nào hỏi nữa không? Our God. Rồi, chị chứng tỏ là chị ăn tiền của em rồi. Our God, chị ăn được ít 3 nè. Our God được cũng ăn nè. Our God là hình như bữa nghe tin là chung Our God còn về á. Anh em nào hỏi nữa thì bật mic lên. Nãy kêu Long BC mấy ông Long. Nãy Long BC giá có 53.900 mà SL có 400 bạn, điểm mà. Cái bạn gì hồi nãy hỏi nhắn tin riêng hỏi mình còn không này không ta? Bạn Khánh Vương gì đây nè. Ai cho bạn khác đây. Có anh em nào hỏi nữa không? Nó hỏi là vốn 100 U thì đánh một lệnh bao nhiêu và đòn bẩy bao nhiêu? 100 U đi lệnh 5 đô. Sao nãy mình không nói bạn đó là vô coi video ta? Trong trang có video. Xin phép mọi người là không ai hỏi thì mình xin hỏi thêm một lần. Okay. Con CLV thì giá nào đẹp hả mọi người ơi? CLV hả? CLV. Em đợi chút nha. Ok. CLV bạn đã mua chưa? Hay là chưa mua và cần tham khảo vùng mua? Mình mua là 1.1. 1.1 là lời rồi. Nói chung là 1.1 thì cũng không phải là vùng mua đẹp. Đang hòa. Đâu, đang lời chứ sao mà đang hòa 1.3. À, 1.1. Đang 1.14 mà bạn mua 1.1. Một máy. 1.9 à? 1.11. 1.11 thì đang lời. 1.11 là lời. Chắc là nó vừa mới lên nhá. Nó vừa mới lên. Đang lên một nè, nhìn cái chạc nè. Nói chung là con này thì hiện tại là volume xả hầu như là không có. Mình nhìn thấy con này khá là ok nhưng mà volume xả hầu như là ít. Có tiềm năng đấy. Trời, chấn động trời, chấn động xếp PR 0.14. Con này không có gì đâu. 0.8 lận lận. Con này mà nó phá qua chỗ 1.2 là nó bay mút chỉ á nha. Con này thì con này thì theo mình nhận định thì ok. Có khả năng phá được 1.2. Có khả năng phá 1.2 thì lên khoảng 1.4 tới 1.6 nha. Cảm ơn Châu nhá, có chút tự tin rồi. Có khả năng đấy. Hiện tại thì mình xét volume á, xét volume vùng mua các kiểu rồi thì con này ok. Con này SL của nó thì khoảng 0.9 đó. Ngắn mà. Cái gì? SL con này ngắn mà. Anh em có thể nhìn thấy cái đồ này. Châu. Nhìn thấy trong biểu đồ này nếu mà nó phá qua cho 1.2 là nó bay lên khá là ok đấy. Có thể là x2 đâu á. Được. Nói chung là con này ok. Xét theo tới kỹ thuật thì con này ok. Duy Trần, mày có đòi mở mic đâu mà biết gì mở mic cho mày, cái thằng này. Cảm ơn Châu nha, mình nhường mic cho mọi người nha. Ok, cảm ơn bạn. Bạn Huệ gì đây ta? Bạn Huệ 96 nên mình mở mic nè. Hello, Châu. Ok. Hello. Chào bạn. Ok. Đây thằng Duy đây, Trần Hữu Duy đây. Hỏi đi em, hỏi đi đừng sợ. Cảm ơn. Em muốn hỏi con CLR. Con gì vậy? Con mà CLR.
đọc CLR. CLR. À con clear hả? CLR. Rồi. Vậy clear. Con này mình hay gọi nó là con clear. Em thấy cái này mở cái bụng. Tiếng Anh cho người Philippines. Nó đang đạp trên em hài lòng. Hiện tại là bạn mua giá nhiều. Em chưa mua. Chưa mua đúng không? Và đang tham khảo vùng mua đúng không? Con này thì nếu mà về được khoảng 0.1 0.1 thì múc một ít nhá. 0.1 nha. 0.1 0x thì múc một ít, được chưa? Được rồi, cảm ơn anh. Con này về 0.1 thì cùng lắm mình lướt ngắn mà. 15 độ ok các kiểu rồi cũng nó. 0.1 với tới 0.8 thì mình thấy là khả thi nhất cho vùng mua. Dạ rồi, còn bây giờ C98 còn mua được không? C98 bữa mua báo 3 đô mua xong mua. Bữa đó chưa có tiền. Bữa đó chờ gì 1 đô hả? Bữa đó chưa có tiền. Trời ơi, hôm bữa cái bữa mà mình comment trên mình búp mà mình báo trên channel anh em á là cần phân tích những con gì. Báo comment mà ngày hôm đó luôn con C98 nó 3 đô để đẹp cực kỳ luôn, mình kêu anh em múc 3 đô cho 2.8 ít là 2.6 mà không múc. Mà tới khi nó bay á, nó bay lên 3.8 này, 4 đô này, xong mấy ông mấy bạn bay vô hỏi: "Anh ơi, giờ con muốn xin tại vì mấy cáp từ cáp bơ ra được lời được 5% rồi mới ấy ra mới hỏi nè." Ok, nói chung là khoảng 0.1 là có thể bắt đầu mua vào được rồi. Con này thì cũng được. Dạ rồi. 0.1 tới 0.8 nha. Thì em nói là C98 á. À C98 hả? Thôi hỏi để cho người khác hỏi nữa. Không, ý là kiểu gì? Lỡ một lát người khác hỏi đi. Lỡ một lát người khác hỏi C98 sao? Bạn Huệ gì vậy? Bạn Huệ 96 vậy này, mình mở mic rồi không thấy hỏi gì hết ta. Nói chung là cái này. À. Alo. Okay. Hello. Ông nào? Alo sếp đâu à? Ok, hỏi đi. Sếp cho hỏi cái vùng mua của đây đi quá. Mới nói xong luôn á. Em vừa mới vào. Dạ, em tua ngược thời gian lại. Tu lại được không? Còn DDX hiện tại đang là xu hướng giảm, ông hai. Vâng. Xu hướng giảm. À, nhìn cái chạc trên màn hình này. Nhìn cái chạc trên màn hình này, xu hướng giảm. Còn nếu mà mua lướt hay mua hao? Mua hao đấy. Mua hao tôi đai thì một đô. Thấy chứ con này thì hiện tại đang xu hướng giảm thì này nhìn này nó dự kiến khả năng sẽ là 18 đô cho tới 20 đô á, đó là vùng ngắn hạn nha. Còn vùng mà how to die á, how to die nha. Vâng, how to die đấy. How to die đẹp nhất sẽ là 10 cho tới 12 đô, được chưa? Còn mà vùng mà có thể chấp nhận mua được á, lướt á thì sẽ là 20 đô. SL 19 đô thôi, vùng lướt nha. Vùng lướt sẽ là 20 đô, SL 1 điểm, 19 đô. Chính xác không? Nghe rõ chưa? Vùng lướt là 20, SL 1 giá thôi. Còn mà vùng đẹp á thì nó nằm ở quanh khu vực 10 tới 12 đô. Nhưng mà chỉ sợ không về được thôi. Tại vì con này nó theo trend rồi. Ok, thanh xem nhé. Sao không thấy Vượng lên zoom chị nhỉ? Vẫn nghe nãy giờ. Đây là zoom của mặt Gin. Đây là zoom của mặt Gin, còn bên zoom kia là bên zoom khác. Zoom anh em ra trong anh em pre trong này tấu hài cùng anh kia. Riết anh em vô pre cảm anh em vô private xong riết cảm thấy anh em sao á? Không hiểu luôn đúng không? Thật sự luôn á, không hiểu anh em nghĩ gì luôn á. Con này 10 đô là có thể mua được nè. Alo. Lại alo. Okay. Coi chào bạn. Ông nào mới alo đây? Con Akita. Mình bạn ơi. Ok. Nghe. Hỏi admin cái là bây giờ cái con dot Boca dot với lại Boca dot nè. Dot. Đều Boca dot. Cắt tơ đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ cái mình phâu chứ mình phải đánh mặt xin. Rồi. Hỏi cái target của con này cuối năm sao ạ? Con này target cuối năm hả? Mua giá nhiều. Mình mua giá 27. 27 à? 27 ngon quá. 27 ngon quá. Trời ơi, 27 cái SL về entry. Con này hiện tại khá là đẹp. Ngắn hạn dự kiến sẽ là 40 đô.
nha. Còn dài hạn thì mình nghĩ là cứ chờ nó phá được cái vùng 37 đô rồi mình tính nha. Biết lên bao nhiêu khi nào nó đo được, khi nào nó phá được cái vùng 37 đô rồi mình sẽ vùng vùng đỉnh của nó là như ta 49 đô đúng không, 49 50 đô, 50 đô khi nào nó phá được 50 đô thì lúc đó sẽ có target. Để mình đo Fibonacci, tại vì cái con này mình phải đo bằng Fibonacci mình mới biết được cái những cái target dự kiến thôi, chứ làm sao mà mình biết chính xác là lúc bao nhiêu. Cái này mà muốn biết chính xác là bao nhiêu thì thua. Lại nhờ bên chỗ admin mình tham khảo cái con đó với lại con một con nữa là mình đang cũng đang hô là con C98. Con C98 thì vừa rồi mình vô ở tầm giá 3,4 từ cũng đang lợi nhẹ. Con C98 này thì qua gặp ship vợ thì con này sẽ là 8-10 đô và kỳ vọng sẽ là 15-17 đô. Đó là ship vợ kỳ vọng. Target ngắn của con C98 dự kiến sẽ là 8-10. Còn target kỳ vọng là 15-17. Đó là sếp vượng báo đó. Rồi cảm ơn admin nhé, cảm ơn mọi người nhé. Em hỏi xong là chủ động tắt mic của mình. Hãy là một người tham gia Zoom văn minh mọi người nhé. Đó đúng rồi. Châu ơi. Vâng. Nghe. Bạn Huệ đúng không ta? Bạn Huệ đúng không? Anh xem giúp em con ONT vậy ạ. ONT. Em đu 1.9. Từ ONT được 1.9 là từ tháng 5 đúng không? Nghe em đu là thấy không lành đi. Là từ tháng 5, 1.9 từ tháng 5 rồi. Tháng 5 trời, em đọc số nhà được liền. Con này sao giống con GRT với trời. Mày nói chung là xấu. Hồi trước là ONT với lại ICX là chung từ cái đoạn từ 1.9 tới 2.2, nhưng ICX đã về bờ, còn ONT thì chưa về bờ. trong câu hỏi nó có câu trả lời á, em đu chính nè. Rồi càng ai đu ICX về bờ rồi nhé, đu ICX 2.2 mấy á về bờ rồi, nhưng mà ONT chưa về bờ. Lúc đó xem nhau nhưng mà mình không mua ONT. Con này kỳ vọng nếu phá được 1.4 thì nó sẽ giúp chị. Con này á, nếu mà nó phá được 1.4 thì may ra có cửa chị sẽ về bờ, còn không thì xác định phá được 1.4 á thì cửa về bờ của chị sẽ sáng hơn, còn hiện tại là cái vùng này thì thua, hơi căng. Bởi vì trade mà không SL á nó rất là nguy hiểm. Chị có đi xa không? Không ạ. Không đi xa. Xin. Only 100% luôn à? Em xin. Không ạ. Tại nó không ngày 19 tháng 5 nó sập ấy thì kiểu em mới vào ấy, nên là cũng run, nên là cũng chưa biết DCA nhiều không? 10k mạnh dạng đấy. Cái con này em đu có 30% vốn kìa. Có 30% thôi á, còn 70% đang đu con khác. Nhưng mà không giỡn thôi, nhưng mà ý là mấy con này bây giờ lỡ đu rồi, thật ra cắt thì cũng không thể nào cắt lúc nào được, tại vì cơ bản là cắt được. Chị cắt sớm thì được, nó chỉ cắt sớm mà được, nhưng mà giờ lỡ cũng không cắt được, nên cơ bản là thôi chị ôm đi thôi. Con này chắc phải xét theo new hay là trên roadmap của nó thì mới biết được. Một xét theo phân tích kỹ thuật hiện tại mà khá là xấu, không được đẹp lắm. Em kỳ vọng con này nếu mà phá được 1.4 thì cái cửa về bờ của chị khá là sáng nha. Phá được 1.4 thì cửa bờ của chị đã sáng, nhưng mà hiện tại thì tất cả những cái khung nhỏ hơn nó đều được ủng hộ cho cái xu hướng tăng. Hy vọng là cái đợt tăng này của anh coi thì nó sẽ giúp chị ít nhất là về được 50% bờ. Còn mà để về bờ được 100% thì nó phải thỏa mãn một cái điều kiện, đó là phá được 1.4. Phá được 1.4 thì dự kiến nó sẽ lên được 2.0 tới 2.5. Đây. Nếu mà nó phá được 1.4 thì đây là cái dự kiến của nó đạt được nè. Sẽ là quanh khu vực 2.0 tới 2.1 á nha. Còn cái vùng này hiện tại thì để mà kêu chị DCA nữa thì hơi căng. Em ít đánh trường phái DCA kiểu này lắm, bởi vì nó còn phải xét theo cái dạng như là tin tức, roadmap của nó cái kiểu là nó chạy. Nên là nhìn theo xét theo độ hình thức kỹ thuật á thì hiện tại con này xấu. Cửa về bờ của chị hiện tại chỉ là 20%.
nên là NT thì anh nên nếu mà điểm cắt gần nhất cho điểm cắt gần nhất của con này là giá hiện tại hoặc là gần khu vực 1.1.3 tới 1.4 nha, như vậy. Còn hiện tại nói chung là con này thì nhìn cũng chưa đến nỗi đâu chị à, chưa đến nỗi đâu, chưa đến nỗi mà phải xấu cực đại lắm đâu. Nó đang bắt dần tạo, nó đang bắt đầu tạo những cái đáy cao dần rồi, thể hiện lực mua cũng khá là ok. Thì em nghĩ là nếu mà từ đây tới cuối năm mà có sóng anh coi á, có sóng anh coi á, thì em hy vọng là con này nó sẽ giúp chị về bờ, về bờ thôi nha. Còn mà để mà có lãi thì em nghĩ là không, nó phải cần thêm những cái yếu tố khác nữa. Em không biết con này là hệ sinh thái gì nữa. Còn nhưng mà nhìn xét theo một cái kỹ thuật thì con này xấu, cửa về bờ sáng sẽ là khi phá qua được 1.4 đấy con này nha. Hiện tại đây chưa đến nỗi đâu, trừ khi nào mà nó đâm luôn 0.5 á thì thôi. Còn nếu mà đâm 0.5 luôn thì chị có thể chấp nhận cắt 0.5 như vậy. Vâng vâng. Còn nếu mà chị, còn nếu mà chị chấp nhận lỗ được á thì quanh cái khu vực mà gần về bờ chấp nhận lỗ ít á thì chị cắt hoặc là tìm con khác. Hy vọng là chị không vào với số tiền quá lớn, ví dụ 30% liên quan tới 30.000 đô thì nó sẽ khác với 300 đô hoặc là 500 đô, 700 đô thì nó sẽ khác. Cho em hỏi là cuối năm này nếu mà bit lên thì tất cả các ALT coin nó đều chạy theo sóng của bit à? Không, nói là bit lên cái đó, là cái đó được. Cái đó nó không có liên quan đâu chị. Ví dụ nha, em nói ví dụ bit tăng lên 100.000 đô nha. Nhưng mà anh coi đứng im hoặc là nó đâm thì khi đó volume vốn hóa nó dồn vào BTC thì tiền nó đổ vào BTC thì làm sao anh coi bay được. Nên là để mà nói mà BTC tăng mà tất cả các anh coi khác tăng là sai, chưa khẳng định được. Để mà nói sai 100% thì không phải, nhưng mà để mà nói đúng 100% thì cũng không đúng, nó chỉ là một phần thôi chị. Tức là BTC tăng thì mình kỳ vọng những con anh coi tăng, chứ không có phải là BC tăng mà chị kỳ vọng những con anh coi, mơ mộng những con anh coi tăng là sai nha. Sếp, bạn hỏi xong chưa ta? Bạn hỏi xong rồi đúng không? Sếp, em hỏi trên. Anh cho anh lít vô cái kiến thức mà đo phần trăm á, có bạn Tú bạn hỏi nè, là mũi tên làm sao để xuất hiện phần trăm trên lệch đầu của mũi tên? Anh lít vô cái ký tự á, đúng rồi á. Tú thấy chưa Tú? Đó, nó có một cái công cụ bên tay phải á. Này. Không chỗ cái thước á để mà kéo á. Thước chơi đấy cái này thước. Đó, cái thước nó không chịu nữa. Đó đúng rồi đó, kéo nó là sẽ ra phần trăm, được chưa? Đây cũng được nè. Có nhiều cái lắm. Nó có nhiều cái lắm, cái thước cũng được. Con Akita bây giờ vào được không? Toàn Akita là mấy con cứ thấy nó tăng được đòi FOMO thôi. Con Akita mấy ông biết tôi đang Anh ơi cho em hỏi. Ok. Anh ơi. Anh nghe này em nói không à? Nghe. Cho em hỏi con Venus đi ạ. Là em muốn hỏi là con đấy đặt target bao nhiêu thì được ạ? Em vào giá 27.75. Venus à? Vâng. Sàn bay, nằm trên sàn bay nào không? Có. Ok, đã xíu. Venus đi sao ta? Venus là VNUS. Đúng rồi. Không đỡ. VXS đi ạ. VXS là xong rồi. XVS hả? XVS. VNS mà VN. BVS. XVS này đúng không? Đúng rồi đó. Dạ vâng. Con này mua nhiêu? Mua giá nhiêu? 27.75. 27 tên lời. Con này bị xá ghê vậy. Con này thì nó phá được cái chỗ 42 thì nó lên khoảng quanh khu vực 83. Nhưng mà hiện tại thì con này vô lâm xã cũng bắt đầu yếu rồi, nhưng mà kỳ vọng là nó sẽ phá được. Kỳ vọng phá được nha. À dạ vâng. Kỳ vọng thôi chứ còn nó bị xã hơi ghê. Mình không biết cái đoạn này là cái đoạn rev sale xã hay là sao mà nó xã kinh với ta. Con này thì em thấy người ta bảo là gọi là cái ghi nợ của cái gì của Biden Smart Chain. À ok, nói chung là 27 đô cũng được, chạc cũng ok nè, không đến nổi đâu. Chạc con này thì ok, xét theo khung D thì hiện tại nó hơi xấu xíu thôi, nhưng mà những cái khung nhỏ trở xuống thì báo hiệu vô
báo hiệu chạc cũng đẹp mà. Đẹp. Con này thì hiện tại ngắn hạn thì đẹp. Còn dài hạn để mà nó tăng á thì nó phải cần khoảng một điều kiện để nó phá đỉnh gần nhất, tức là 42 cho tới 44 đô. Thì may ra bạn sẽ nhìn thấy những cái ánh sáng lung linh ở vùng 50%, tức là khoảng 70 đô trở lên. Điều kiện nó phải là phá được cái vùng 42 tới 44. Nói chung chạc hiện tại của con này là khá ok. Vùng cản hiện tại của con này sẽ dao động khoảng 35 tới 38 đô. Chạc con này thì không đến nỗi xấu. Ok, chạc đẹp. Hy vọng sống cuối năm BC Ancore này nó sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền từ con này. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Con này thì không đến nỗi xấu đâu. Ok, con này con được mà. Chạc rồi, ông SRM 12 đô về bờ được không? Yeah. Extra bờ ok mà. Serum hả? Serum hả? Mày xem giúp mình con HT vậy ạ? Con sàn của Hobie vậy ạ? Trời. Hobie nó tạo phất ra để nó gom hàng mà. Chị mua nhiêu đồ đỉnh à? 12 đô hay 18 đô? Mua 14 đô. Rồi, xong luôn. Trời. Bây giờ mà anh em xem giúp chị DCA hợp lý không ạ? Con này nó bị tin tức vậy à? Bởi vì con này nó bị tin tức, mà một khi ảnh hưởng tới tin tức thì mình không có thể nào đi xa được, chị hiểu không? Nếu mà bị tin tức á thì nó sẽ cố tình nó tạo ra để mà nó gom hàng, và mình chỉ đi xa khi nào khi mà nó tạo ra tín hiệu sai quay á thì mình mới bắt đầu mình đi xa. Chứ nhìn theo tính thuật này thì giá hiện tại không thể nào đi xa được. Lỡ đi xa nó ra tin tức xấu nữa, nó đâm xuống nữa 2 đô 4 đô làm sao đi xa. Còn nếu chị chấp nhận DCA được giá này thì chị mua một ít thôi, không nên mua nhiều. Chứ còn con này nó ảnh hưởng bởi tin tức, mà khi mà ảnh hưởng bởi tin tức thì không biết thế nào nó sụp nữa hay là nó tăng đâu. Nên là vùng này nếu chị chấp nhận DCA được thì chị nên ném vào một ít thôi, đừng có ném vào nhiều quá, để phòng ngừa trường hợp như là nó cố tình nó cho thằng này xuống luôn khoảng vùng 4 đô hoặc vùng 2 đô. Chứ còn con này là bị ảnh hưởng bởi tin tức rồi, không có phân tích được đâu. Ok chưa? Rồi chị tắt mic giúp em nhé. Con ENG ENG hả? ENG con này hình như là hàng Metaverse à? ENG, đúng rồi, ENG hàng Metaverse đúng rồi. ENG là hàng Metaverse. ENG nó chung sống với lại Mana với lại San thì phải. Con này nó y chang như con bay vậy, khác gì đâu, chạc y chang à. ENG mua 1.31 hả? 1.31 đang lãi mà. Mấy ông mua lãi thì mấy ông còn hỏi nữa. Một cái 31 lãi thì cứ hold thôi anh, mùa này mà. Anh em hỏi khi nào mà lỗ hay là cần vùng mua tham khảo thì hỏi, chứ còn con này đang lời mà. ENG thì hàng ngon, yên tâm. Con này thì vẫn đang trong xu hướng giảm mà. Trong xu hướng giảm nha. Con này đang trong xu hướng giảm nha. Đang lại hỏi lại đến bao nhiêu? Nói chung là con này hiện tại là đang xu hướng giảm. Kỳ vọng nó sẽ test lại quanh khu vực 2 đô. Kỳ vọng con này sẽ test lại quanh khu vực 2 đô. Trường hợp phá 2 đô luôn thì bạn sẽ thấy tầm 3 đô cho tới 4 đô rưỡi. Yeah. Con này đang xu hướng giảm này, đang sẽ quay trong cái tam giác này. Thấy không? Kỳ vọng nó sẽ quay lên test khoảng khu vực gần nhất sẽ là 1.9 tới 2 đô. Nó đỉnh cũ kìa. Nè, cột phá luôn cái chỗ cái đỉnh gần nhất 2.2 thì nó bay lên khoảng 3.5 cho tới 4.5 đô. Ok chưa? Rồi cho con ngủ tiếp đi anh. Chị đi nghe giao hỏi điện thoại của con TLM với ạ. TLM hold all in. Hồi nãy mới thấy một thanh niên nào hỏi TLM 0.35 đâu rồi. FTT hôm bữa tôi kêu mấy ông mua 53 đô. TLM 0.35. FTT hôm bữa tôi kêu mua 53 đô trở xuống không? Sao mấy ông mua? SRM từ từ nha. Ai rồi mình đọc hết rồi á. Từ từ ai rồi cũng sẽ được tới phần thuê. Không TLM đâu. Đó, chấp nhận mua được thì SL 17%. Vùng mua là khoảng 0.17 không trở xuống. SL TLM đâu 0.35. Chung TLM là cũng ngon, nhưng mà cái vấn đề là cũng phải đợi thị trường thôi. TLM này mình cho plan sẵn rồi nè, bữa đó tưởng nó tục về nó thả về có 0.18. SFP đang đô 1.46. Nè. TLM dự kiến nè, về bờ đó. Đó. Đó, đang nói kìa. Đang nói được không nghe. Đây là mà khả năng về được nha. Có khả năng cao về bờ được. Mình đó là trong tình huống là thị trường chạy tốt, BTC ổn định thì TLM sẽ về bờ.
không chi hai con chi hai luôn thua. Ừ, không phải 35 đang chi 2, không phải 17 á, không phải 2. Này mình cho mình vẽ cái blend này cũng khá là lâu rồi mà chờ nó về cái mùng hai đỉnh quá Cherry ơi. Thôi TLM mình ăn được mấy vòng á, TLM đợt trước là nó đang xoay quay trong đúng cái hộp là từ 0.32, 0.35 cho tới 0.27, 0.29 là ăn 3 vòng, 4 vòng luôn. Long ETH không anh em? Cứ xuống là móc lên là Long ETH giá hiện tại là 80. Long ETH giá hiện tại. Vô lên tàu. Cái gì giá hiện tại ghê vậy? Cho em xin target FTT nha. FTT hả? FTT thì target trên 100 đô. Mình có mua con đó nha. Target lâu dài là cao to nha. FTT là hiện tại mình có mua. Mình bữa mình có phím anh em từ 52 đô rồi. Nói chung là mình mua có xác định hao dài hạn, nhưng mà mình cứ rải mình mua, mình không bán. Mình chấp nhận DCA, không bán nha. Celo hồi nãy đã tư vấn rồi mà bây giờ vẫn hỏi ta. Mọi người khi mà ví dụ anh Châu nói một con nào đó, mọi người nghe con đó mà mình đang hold thì mọi người nên hỏi luôn lúc đó, chứ mọi người đừng có để lát nó lại hỏi, quay lại hỏi. Anh Châu mở chặt SFB, con Super gì đó, quên rồi. Cái ví cứng á, SFB á. SFB 1.46. F gì? S S mới tới F. B hả? Ghi trên kia coi. S. SFB. SFB. Đó. Ôi đang 1.2 mấy rồi nè. Trời má, bờ đâu xa lắm đâu. Còn có 10% cái gì bờ ơi. 1.46 này ngay trước mắt mà. 1.46 của bạn này thì ngay trước mắt mà. Con này đang lên đẹp mà. SFB ngon mà. Mình cũng múc này bạn ơi, yên tâm. Mình đu cao lắm. Nói chung là con này chạc cũng y như con bay. Không có khác gì đó. Cứ chạc kiểu này. Nó lên đây đúng không? Nó bẻ xuống cái này đang nằm dưới MA, nhưng mà những cái khung nhỏ thì hiện tại nó đang được ủng hộ cho cái việc lên. 1.6 hả? 1.6 thì hơi gian nan tí nha. Đâu, 1.46, 1.46 thì được mà. Đứng đủ chỗ trên nó chút xíu. Em mở chặt khung lớn lớn ra. 1.46 thì về được mà. Chỗ. Sao ê tục vậy? Biết sập hả? SL rồi. 80, SL 80. Vậy tôi không chưa là đúng rồi. SL 80. Ờ sập vậy à. Mình có nên đánh không ta? Mình chưa vô, bây giờ vô cái này đẹp. Chưa vào TLM mà thấy anh em toàn đu cũng vậy. TLM vào được nha. Có 100 điểm mà. Mà em hack nên xem NG của nó. Xem NG ok thì vào. TLM ngon. Rồi, mình ở ngoài. Nãy giờ mới hỏi gì quên mất tiêu rồi. FTT có nên tin vào Samsung em họ lương của Elon Musk đây không? Chợ nó câu Samsung mà lương là sai rồi. Con này... Elon Musk lương là phải nói chuyện với CZ, Samsung không có lương thì con này cản gần nhất của nó nè. Samsung tuổi gì lương bằng này... lương bằng à. Lương bằng CZ. Úi giời. Bây sao đâm bây sao chỉnh à? SRM. SRM 12. Về đây về SRM. Về một điểm men thì ngon. Ui. Úi giời ơi. Về con đêm mấy này ngon. Tầm 3580 đó. 3580 là 80 đó. Con này thôi. BC sụp nó có 200-300 điểm mà. Mà ETH là rụng như mưa. Thôi Long sọt thì tầm này. C98 chốt ở 4.1 rồi thì xuống bao nhiêu là hold được anh? C98 sau khi cú mà lên 4.1 rồi nó có quay lại nó test ở 3.2, 3.1 gì đó mà sao không mua giờ hỏi ta? Bây giờ anh em hỏi mua C98 đúng không? Trong khi là đã hò mua C98 từ mặt riêng qua tới sport, từ premium qua tới public. C98 thì hỏi sếp vượng. Sếp vượng cái con bên rấp tổng anh em có thể qua đó hỏi. Mình thì xét thông thức kích thuật hơi 3 đô cho xuống mình mua. Mình chia ra nhiều vùng mình mua. Tiền chị ơi, đã chốt C98 ở giá 4.1 rồi mà nó không có tiền. Xạo nó cũng gì vừa chứ. Xạo không có căn cứ gì hết trơn á. SRM mở cái chàng SRM cho bé Hương á anh. Thì SL đây, cắt S là cắt ETH đây. Hồi lên xíu cắt 7x6x7. SRM serum. Cho xin order 500 chạc serum, 500 đồng chạc serum đi. Cắt SL thôi, làm gì căng vậy? BC xả hay ghê nha. Ôi giời. BC giờ test EMA 89 nè. Con này đừng sọt đuổi. Mày.
mày duyên nợ với con em vô phát nữa. Nãy anh chào anh Thành không vô hả? Bé Thành không vô hả? Không không, quay xe sọt, quay xe sọt thôi, làm gì ghê vậy? Bé Thành mà vô là chết rồi. Giá này thì để anh em đừng có phục sọt đuổi nha. Nói chung là quay xe sọt thôi, làm gì đâu cắn. Xôi lại cho mong sọ 357X, 358X, XL36, 36, 357, 359, XL36, sọ. Thôi làm gì căng vậy? Mình ẩn rồi. Thôi thôi thôi, 357, 359, XL36. Mày nãy mới hỏi chưa lên. Sao đâu? SRM kìa, SRM phân tích đi. SRM 12 đô. SRM 12 đô, đô đỉnh 12 đô hả? Sao có, sao có nhiều người giống mình ta? Cứ đáy không thích mua, thích mua đỉnh thôi. Hình như ở trên cao nó mới mát hay sao á. Mát thì mình có nhiều cách, mở máy lạnh hay là gì đó ra bờ sông ngồi đó cũng mát mà. Sao cứ phải lên trên đây ngồi ta? SRM này cũng không đến nổi đâu, vẫn giữ được. DCA đây về 6-7 đô, 6 đô DCA thử nha, 6 đô. Con này thì xét theo phân tích kỹ thuật thì hiện tại nó đang quay lại test gãy cho 6 đô thì anh em có thể nhìn thấy những cái mốc thấp hơn. Gãy rồi. CSBR mình mua ở 0.08 thì có nên giữ mà không nha bạn, bán đi nha, đang 0.10-14 nó bán đi. Đã mua vùng quá tốt rồi mà cứ hỏi. Kèo đó là một trong số những kèo hold của HC đã kho rồi. Nên là hold kỹ tay vào. Đang lãi rất là nhiều, gần x2 rồi. Còn hỏi nữa. Hỏi nghe ngược dễ sợ. Đầm xuống rút cái chân kìa, nó rút cái râu kìa. Kinh vãi. CPR mua 0.09. CPR hold nha. Đó là một trong số những kèo hold của HC. Sọt kìa anh em. Lại sọt lại IDH chưa? Sọt cái sợ vậy, mình chơi mà. Sọt lại, sọt con nào nghe nó lạ ta. Sọt chứ, sọt lạnh, sọt sợ. Nói chung là con BC này hiện tại nãy mình đã nói rồi, 53 tới 52 nghìn. Mình thì mình thấy cái vùng đẹp nhất là demand. Nãy phân tích ngay từ đầu rồi, đó là vùng demand của mình ấy. Thế nên Bích Thằng này nãy giờ hai con rồi đó. Nãy Bích Thằng hỏi con gì mình mới phân tích xong là tới đưa con fix. Con SRM này hiện tại là nó được đỡ bởi cái trend này này. Vậy trên này thì bạn có thể thấy cái mốc thấp hơn quanh khu vực này 3.8 nhé. Là cái trend line này này. Hy vọng cho nó không gãy vùng 6.8 đây. Gãy 6.8 là mệt đấy. Đây. Vùng này nó mà gãy là mệt nè. Đối với con này. Vùng này nó gãy là hơi mệt đấy. Bạn có thể nhìn thấy những cái mốc thấp hơn. Em có ai chơi peer không? Có. Ở đây con gì đu đỉnh chúng tôi đều có. Cái vùng này là hơi mệt á, 6 đô á. Hay là chú ý con SRM. Nó là xét theo kỹ thuật nha. Con SRM hiện tại chẹt có 6, không được đẹp. Chẹt 6 quắc à. 10 giờ 10 giờ anh em mình up nha. Anh em tranh thủ hỏi đây. Vậy SRM nên cắt không AD. Thật ra mấy con như SRM với quan điểm của cá nhân mình là mình nên khuyên DCA. Còn với anh Châu thì mình không biết. SRM nên cắt không anh Châu? SRM đúng hay trong danh sách coi của mình hiện tại mình chỉ ôm mỗi C98 và FTT. Nói chung là SRM thì ngon nhưng mà cơ bản là nếu có tiền từ DCA. Việt Nam với lại Trung Quốc tối nay ai thắng hả? Tất gắn là Việt Nam rồi. Hỏi câu hay. AD Nam hay không? Tối nay Việt Nam đá với Trung Quốc ai sẽ thắng hả? Long cái gì? Tối nay mà Trung Quốc thắng là mai mình có bồ nha. Sọt đi. 357, 359, SL36. Được chưa? Anh mà biết Việt Nam với Trung Quốc ai thắng mà mai mình nghỉ chay luôn. Đập vô một cái kèo, một cái cửa. Tới đây mà Việt Nam thắng. Sọt cái TH anh em cứ long gì á. Xuống một cái nhà. SL36. 357, 359. Biết sợ do anh em rút tiền cho đồ đáp anh. Nói vậy con OM hiện tại nó đi nhìn cái chẹt cái quất ghê rồi. Bạn sao bạn không lựa chẹt con khác, bạn lựa nhân cái chẹt nhìn nó tên nó rõ ràng, nó chữ ôm rõ ràng đó ghê quá.
thôi mình khuyên bạn, nếu mà bạn chưa vào con này thì mình khuyên là bạn không nên vào vì cái chẹt nó đi hơi dị nha, chẹt nó đi hơi dị nên là bạn không nên. RVN con gì quên rồi, RVN ờ đúng rồi, con này là ngày xưa chạy đa cấp này. Mình biết tên team chạy đa cấp của con này, con này nói chung là Linh chạy đa cấp ăn đậm. Chị lên đây cho em hỏi điểm vào EOS nữa, how are in today. EOS là cái con mà nói rất nhiều lần trong Zoom rồi, là bên mình kiểu như không có high recommend mua con EOS này cho lắm, bố nó to lắm, nó ấy to lắm, không nó có high recommend mua EOS cho lắm, cáp nó to, cáp nó to lắm, mấy con đó mua khó ít lắm, khó ít lắm. Con RPN là... này chạy cũng ok này, chạy cũng ok, ngắn hạn thì con này hơi xấu một xíu, ngắn hạn thì con này hơi xấu, tìm mấy con nào chạy đẹp á anh em mua, toàn chơi những cái con mà chạy xấu xấu, con này mà nếu mà mua ok thì mình nghĩ sẽ là 0.1 cho tới 0.9. Stop loss khi mà có khung nến D đóng dưới 0.9 đô là bạn cắt. 0.1 cho tới 0.9 nha. SL khi có khung D, nến D đóng dưới vùng 0.9, cắt. Mọi này thì ngắn hạn khả năng nó sẽ lên test lại vùng 0.12 cho tới 0.13 nha. Con này khả năng ngắn hạn nó sẽ test 0.12 tới 0.13. 3 năm trước bán một lô đất 1 tỏi, mua EOS trái 5 đô. Giờ lô đất 10 tỏi, EOS vẫn 5 đô. Mua con tớp thì chỉ chấp nhận thôi. BC không chịu gãy đâu, nó thả rau quét mà. Sushi à? Sushi với lại con Uni là hai con bữa mình có phân tích mua support con này đúng không ta? Mình có up lên chẹt con Sushi và con Uni này. Hai con này cũng là trend này. Như con Uni bữa mình cho mua 20-18 đúng không? Chị mới chuẩn bị nói. TikTok ít thôi. Cái thằng này TikTok ít thôi à, đâu á. Đúng là hôm nào cũng có gai. Chín đô. Cái tay Sushi cái... này 8-9 đô. 8-9 đô mua được. Con này để mà đo chứ, để mà mua được, để mà soi chính xác á, chính xác cái vùng nào mà ngon á thì mình cần phải sử dụng một công cụ khác nữa, nhưng mà đây là cái bản free nào không có cái công cụ đó, để mình lát mình soi cho bản pro á thì soi ra được điểm khá là chuẩn về con này. Hiện tại con này thì mình nghĩ là khoảng tầm 9 đô cho xuống là có thể gom được rồi nha. Má hù tí mà em sợ quá. Hồi nãy cái tay nó, cái cạnh tay nó trúng cái cạnh bàn, nó giật cái tay nó đau mà. Con gì? Thằng này. Fort à? F-O-R-T-H. Con gì ta? Nói lại. Em cũng biết con gì luôn á. Lần đầu nghe thấy. Chè con này nhìn cũng đẹp đấy chứ. Nhìn vôn nè, toàn là vôn mua mà cái vôn bán à. Tiềm năng đấy. Nhưng mà để mà mua được con này thì cần phải đọc thêm cái nhiều thứ lắm nha bạn. Chạc theo xét theo cái kỹ thuật thì nhìn đẹp. Còn là lực mua mà là anh em nhìn nè. Còn là lực mua không biết người mua hay là bot mua à. Nhưng quan trọng là em đu giá 40 cơ. À đâu. Rồi cạn lời là. Cúc quan trọng thì không nói không. Chị không thích đâu. Phải chạc tới luôn à. Thua. Có quan trọng là ta đu 40 không kể đâu. Thua, bạn đu giá đó thì mình thua rồi. Từ tháng 5 bị FOMO. 40 thì bây giờ đang chia 3. Rồi, mình thua. Đu cao quá. Chia 3. Bạn đu cao quá. Say the best for last. Amazing good job man. Mình tưởng đó là bạn hỏi vùng mua thì mình còn có thể tham khảo, còn bạn đu 40 đô thì thua rồi.
Alo. Nghe. Em hỏi em có mua con auto á. Auto à? Không. Audio hay là auto? Auto. A U T O. Ok, giá nhiều. Mới mua hôm qua luôn. Giá 900. Gì? Con này cáp nhiêu ta? Bạn có nghiên cứu. Cáp bé 50 triệu. Ừ. Con này giá gì đỉnh 4.000 đô hả? Kinh. Con này nhìn lạ thế. Con này thì mình con này chắc phải xét theo SEO phân tích cơ bản à. Kìa. Hồi nãy ông nào Long ETH tôi cho sọt lại 7X kìa, gỡ lại rồi kìa. Gì đâu, anh em sợ gì vậy ha. Nè, 7X 9X nè. Ăn lại rồi này. Khóc quá. Anh em chay mà khóc. Đó, 7X 9X khớp rồi nè. Lần rau 7X 9X nè. Khớp rồi đó. Để mình xem con này nữa nha. Nếu con này xét theo phân tích kỹ thuật thì chạc 6 nha. Mình không biết phân tích cơ bản như thế nào, hay là cáp của nó, hay là roadmap nó có ứng dụng gì, hay là nó hệ này hay gì. Nhưng mà con này hiện tại chạc 6. Con này chạc 6 nha. Hy vọng mà nó sẽ phá được 1.000. Để nó tiến lên 1.200 tới 1.400. Càng mua giá 900. Em có mua FTT. Em có mua 2 giá, 1 giá... Như là 25 với lại 47. 25, 47 ngon quá. Bạn xác định bạn xác định bạn hao được như BNB không? 47 thì lãi mà. Mấy trăm hơn quá. 3-400. Có nghĩa là bạn xác định bạn hao được con FPT như BNB không? Vài năm á. Ít nhất là 2 năm trở lên. Mà target thì có như trên trăm. Okay. Mình có mua con FPT, hiện tại mình đang giữ hai con ha. Trên 8 và FPT hết à. 2 năm hả? Ít nhất là 2 năm trở lên. FPT target ngắn hạn là 100 tới 150 á. Ờ, là khoảng, nói chung là nếu như mà tình hình ổn từ giờ tới cuối năm á, hoặc là qua đầu năm á, thì nó sẽ tầm đó. Nhưng còn về lâu dài á, thì cái việc FPT mà nó sánh tầm với BNB á, có thể nó không đạt được giá target đỉnh 600 như BNB thì không dám nói. Nhưng mà tầm khoảng 300, một nửa của BNB thì khả năng đó rất là cao. Nhưng đúng đó rồi. Là chuyện của ngày sau chứ không phải là chuyện của bây giờ. Cơ bản là đúng. Mình phải so sánh được sự phát triển giữa hai sàn với nhau. Thì bây giờ ngoài Binance ra thì FTT là đứa con sáng giá nhất trên các cái sàn về crypto rồi. Nên mà FTX thì hiện tại nó đã được sự accept từ Mỹ rồi. Nên cơ bản cái sự tiềm năng của nó rất là lớn trong tương lai. Mà FTT là con đẻ của Samsung thì không thể nào để cho lẹt đẹt ở mức giá hai đầu số được. Chắc chắn phải đẩy lên ba đầu số. Đó là chuyện dĩ nhiên rồi. Sàn người ta nắm cái lượng token nhiều nhất mà. Đó. Thì đó là những cái lý do mà basic nhất mà mình có thể mua FTT. Nên ví dụ anh em cảm thấy mà mình cảm thấy đó là một cái phần đầu tư như mua bất động sản đi, tại vì nó là coi sàn, nó không chịu ảnh hưởng nhiều về tác động về những cái ngoài, trừ khi sàn sập thì nó mới đai thôi. Còn mình coi nó như một tài sản thì anh em có thể mua hold dài, nhiều khi giá lên mình vẫn mua, tại vì mình cảm thấy là mình muốn hold nó lâu dài đó. Còn xác định mà ăn ngắn thì xác định target trước x2 hoặc là x3 thì bán đó vậy thôi, hoặc là x2 chốt gấp, còn lãi gồng vô cực, gồng sau này cho con nó có đi có chồng cũng nên. Bữa em mua 25, 27 lớn lên. Mua cái đó ngon quá. Mua cái đó đẹp rồi. Đang hơn cái nó 70 em chưa kịp chốt. Thế nó về lẹo quá. Tại mình nó mua 53 nó đóng cây cao quá. Cho nên mình chưa kịp chốt. Con auto này hiện tại chẹt đang đi xe quay. Mà mình kỳ vọng con này sẽ lên được 1.200 tới 1.400 á. Nói chung là anh em phải trải qua được những cái cảm giác giống như mình. Kiểu bán FTT giá 4 đô, bán Binance giá 18 đô. Thì anh em sẽ hiểu được câu chuyện là ngày hôm nay mình nhìn những con đó mình cảm giác thèm thuồng cỡ nào. Thì nên là ví dụ như tại vì lúc đó mình cũng không đủ kiến thức để mình nhìn nhận được những cái tiềm năng của nó đến mức như thế này đó. Bây giờ nhìn thì đã quá muộn rồi, không còn có đủ nhiều tiền để mua số lượng lớn như hồi trước nữa, giờ chỉ mua dăm ba con để làm vốn thôi. Anh em còn câu hỏi gì nữa không nè? Bây giờ là 10 giờ rồi, mấy giờ đã banh ta? 12 giờ. Đã banh chưa anh em? 12 giờ đã à? Mai mà Việt Nam thắng à, em sẽ quyết tâm có buồn. ETH kìa, kêu sọt đi, không sọt. Gì đâu nói mà không sợ. Tin. Chị em nhìn đi. Nào để em nói rồi không tin. Em có anh em nào sọt ETH chưa? ETH về. Ngon, ETH xả ngon nè. Em hỏi con nên hold bao nhiêu con à? Cho em hỏi con
cho em hỏi hâu thì mình nên hâu bao nhiêu con anh? Á, hỏi câu thì tức ghê luôn á. Nhà có nhiều tiền thì mua nhiều đất, mà nhà ít tiền thì mua theo ký. Chứ giờ sao? Nhiều tiền thì mua hàng trăm con, hàng ngàn con, còn ít tiền thì mua chục con, năm ba con. Hỏi khó thật sự luôn á. Nhà người ta nhiều tiền, người ta mua đất một lần 100 mét, mình mua một lần 3 ký, 4 ký gì trồng cây này rồi sao? Hai không mười bảy đồ IBNB một đô coi sàn mắc quá không thì mua. Đó là câu chuyện không của riêng ai. Thôi bây giờ cũng còn 10 giờ rồi, cái gì buổi sau Zoom buổi sau là anh em hỏi nha. Anh em còn gì hỏi nữa không chứ anh cho mệt lắm rồi. Zoom voi cả ngày à, đuối à. Chốt được rồi, chốt được rồi. Bù lại cái lệnh long đó. Gì đâu, anh em đánh, đừng sợ. SL thì chấp nhận, mình cho kêu khác gỡ, làm gì đâu căng vậy. Tuần 7, sau hôm nay là thứ mấy? 7x tới 9x không chịu sọt. Giờ hỏi sọt, sọt giá này SL trên cái râu rồi nè. Giá này mà sọt cái gì nữa? Hôm nay là thứ mấy ta? Hôm nay là thứ 5 đúng không? Nếu như mà tuần sau có Zoom á, thì mình sẽ offer cho anh em bên private tầm khoảng 5 tới 10 con. Là mình sẽ vừa phân tích kỹ, mình sẽ kết hợp vừa phân tích kỹ thuật của anh Châu mà vừa phân tích thông tin của con đó cho mọi người. Nhưng mà chỉ ưu tiên những anh em trong private thôi nha. Nên anh em nào mà hold con gì thì chuẩn bị tinh thần để mà con này ngon ấy. Hỏi con đó nha. Con này volume cũng ok đấy. Con này Ion này được. Không? Con Ion ngon mà Ion nó giá cũng đang còn thấp thì phải. Trên tăng. Em vẫn xem được Zoom đúng không chị? Đúng rồi, vẫn xem được Zoom bình thường. Con này ok, nói chung là con này ok, dự kiến là khoảng 0.19 đến 0.2 đấy. Nha, con này khả năng 0.19 đến 0.2 SL dưới đây nè, 0.15. Nha, quay lại test những cái đường MA này. Múc SL 0.15. Okay. TB dự kiến sẽ là 0.19 đến 0.2, xa hơn sẽ là đỉnh cũ 0.22. Em vẫn được xem Zoom đúng không chị? Nha. Đúng rồi, xem bình thường nha. Đó, AI á. Xem bình thường. Quanh khu vực MA này, SL dưới đây 0.15, H4 đóng dưới đây cắt. Ok chưa? Ok, nếu anh em mà không có câu hỏi gì nữa thì mình xin kết off nha. Tuần sau đi. Rồi nha. Các bạn anh em nha, chúc anh em ngủ ngon nha. Việt Nam đã banh thắng.